tải game Quy Tắc trên CH Play hoặc Apple Store để chơi game Quy Tắc cùng Gấu Sợ Hãi TV nhé. Có người gửi tin nhắn ẩn danh vào trong nhóm lớp của chúng tôi. Đừng mở cửa cho người đến kiểm tra phòng. Đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bắt đầu kiểm tra phòng. Các quy tắc như sau. Người đến kiểm tra phòng ngủ sẽ dùng mọi cách để bạn mở cửa. Nhưng hãy chú ý, tuyệt đối không được mở cửa. Hơn nữa, đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cửa phòng trước khi được mở sẽ cực kỳ chắc chắn. Bất luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng bật đèn, đừng mở cửa sổ và đừng kéo rèm cửa. Đồng thời cũng đừng đến gần cửa sổ. Đừng nhìn ra ngoài. Trong ký túc xá không có chim đen. Đừng đuổi theo chim đen. Những bạn học ở trong phòng tắm và nhà vệ sinh, nếu thấy người đến kiểm tra phòng hoặc nghe thấy tiếng của người kiểm tra phòng, vui lòng nhanh chóng tìm nhà vệ sinh gần nhất và trốn trong đó. Đừng nói bất cứ điều gì với người kiểm tra phòng. Trong nhà vệ sinh, tuyệt đối đừng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Nếu bạn vô tình nói chuyện với người kiểm tra phòng, có bất kỳ hình thức tiếp xúc nào, phải báo ngay cho quản lý ký túc xá. Nếu quản lý ký túc xá không trả lời bạn, vậy thì hãy đập vỡ kính của quản lý. Bất luận xảy ra chuyện gì, người quản lý đều sẽ giúp bạn. Nếu vi phạm bất kỳ điều nào ở trên, phải lớn tiếng gọi quản lý. Nhớ rằng nhất định phải tìm quản lý. Trong thời gian kiểm tra phòng ngủ, nếu có bạn học nào chưa về, thì đừng đi tìm. Đảm bảo bản thân an toàn. Đừng rời khỏi ký túc xá với bất kỳ ai khác, ngoại trừ quản lý. Thời gian kiểm tra phòng ngủ kết thúc là 2 giờ sáng. Người này bị thần kinh sao? Tôi nhớ rõ ràng lúc lập nhóm này đã khóa chức năng ẩn danh rồi mà. Người này rốt cuộc là ai vậy? Giờ đã khuya rồi, trường học sao lại còn kiểm tra phòng nữa? Đúng vậy, ngoài trời đang có sấm sét. Ai mà đến đây chứ? Xem xong tôi không dám đi đánh răng nữa. Đi nhanh về nhanh đi. Người nhắn tin ẩn danh kia lại tiếp tục gửi tin nhắn đến. Trong nhóm thông báo của trường, nhận được một tin nhắn. Hơn nữa còn tắt toàn bộ thành viên trong nhóm. Sau khi tắt đèn, sẽ kiểm tra phòng. Các bạn phải dọn dẹp sạch sẽ giường ngủ của mình. Chào mừng ban lãnh đạo nhà trường đến kiểm tra. Những bạn học vệ sinh không sạch sẽ bị trừ điểm, hủy bỏ tư cách được đánh giá thành tích. Yêu cầu dọn vệ sinh, mở rèm cửa, lau chùi bệ cửa sổ. Đừng để lại bụi bám ở cửa. Dọn dẹp ban công cẩn thận. Đừng để đồ đạc lộn xộn. Đừng đặt chậu hoa lên trên ban công. Tránh rơi từ trên cao xuống. Thùng rác cần phải được dọn sạch sẽ. Đừng treo bất cứ thứ gì trong phòng ký túc xá, bao gồm cả rèm cửa. Nếu phát hiện thiết bị điện bị cấm hoặc nuôi thú cưng, sẽ bị trừ điểm và kỷ luật. Để đảm bảo thông gió, nhất định phải mở cửa sổ để thoáng khí. Kiểm tra phòng kết thúc lúc 12 giờ tối. Thời gian kiểm tra lần này hơi dài, mong các bạn học thông cảm. Ban lãnh đạo lần đầu tiên đến trường chúng ta để chỉ đạo. Các bạn học vui lòng để lại ấn tượng tốt với ban lãnh đạo. Lãnh đạo sẽ đánh giá từng phòng ký túc xá. Người được đánh giá cao sẽ được cộng điểm. Phòng nào được điểm cao, người kiểm tra phòng sẽ dán nhãn màu xanh lên cửa phòng. Phòng không hợp tác, không đạt tiêu chuẩn, sẽ dán nhãn dán màu đỏ lên cửa phòng. Và có người ghi lại. Sinh viên nên tích cực nói chuyện với người đến kiểm tra phòng ngủ. Hỏi xem họ có chỗ nào cần giúp đỡ hay không. Các quản lý ký túc xá tối nay họp. Vui lòng lập tức đến phòng họp lớn trên tầng 3. Trời ơi, giờ này vẫn còn kiểm tra sao? Dường như nhớ đến điều gì đó. Mọi người trong phòng ký túc xá đều im lặng. Trong nhóm không ai nói chuyện, cũng không ai phàn nàn như trước nữa. Nhóm lớp của em có yêu cầu kiểm tra phòng ngủ không? Tôi gửi tin nhắn hỏi em họ học sau tôi một khóa. Em vừa nhận được tin, chuyện này là thế nào? Em cũng không biết. Điện thoại bỗng nhiên có thông báo, do ảnh hưởng bởi mưa bão. Tín hiệu điện thoại bị ngắt kết nối. Hiện tại đang gấp rút sửa chữa đường dây. Trạm gác cổng thông báo, do ảnh hưởng bởi mưa bão. Cổng ký túc xá đang ngập nước. Đường hầm hiện đang được thi công, rất nguy hiểm. Mọi người vui lòng không đi ra ngoài. Phòng y tế của trường thông báo, mùa hè đến rồi, chú ý là mát và chống nắng nóng, nhưng đừng uống nhiều nước lạnh. Gần đây xuất hiện nhiều trường hợp sinh viên ngất xỉu vì uống quá nhiều đồ lạnh. Xin mọi người nhất định phải chú ý. Tiểu Lý vẫn đang đánh răng bên ngoài. Không phải cậu sợ thật đấy chứ? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Hay là gọi cậu ta về cho an toàn? Không vội, lát nữa mới phải tắt đèn mà. Dọn dẹp trước đã. Còn 10 phút nữa. Tôi đi đổ rác, tiện thể gọi Tiểu Lý về luôn. Tôi nghĩ chúng ta không cần làm theo đâu. Đã muộn rồi, Thiên Vương lão tử đến kiểm tra chúng ta cũng đừng mở. Ngủ rồi thì kiểm tra cái gì? Hôm nay trời mưa to thế này, lãnh đạo nào ngu ngốc như vậy chứ? Cho dù lau sạch sàn nhà thì cũng dẫm lên mà. Nếu quản lý nói phòng chúng ta không tuân thủ thì sao? Đúng vậy, nếu thật thì sao? Ai ra, nếu đây thực sự chỉ là trò đùa, tôi phải sửa lại logic của người này. Nhưng mà làm sao biết được là thật hay đùa? Đóng cửa đi, lớp khác cũng nhận được thông báo này. Má ơi, tôi có hơi sợ. Giờ này còn kiểm tra chắc là bị bệnh thần kinh. Cho dù nhận được thông báo thì hôm nay cũng không mở cửa. Ngủ thôi, ngủ thôi. Đã sắp đến giờ tắt đèn rồi.
Tiểu Lý vẫn chưa về. Người đâu rồi? Đang đi vệ sinh, dọn dẹp sắp xong rồi chứ. Đừng nghĩ nữa. Nếu cậu sợ thì hãy đóng cửa sổ lại. Nóng thế này, phòng chúng ta lại không có điều hòa. Đừng mở rèm cửa. Đợi lát nữa người kiểm tra phòng đi rồi hãy mở. Nếu phát hiện phòng chúng ta còn sáng thì phải làm sao? Đây là tầng 3 đấy, không thể nào leo vào từ cửa sổ được. Đang nói thì đèn đột nhiên bị tắt. Lẽ ra vừa rồi chúng ta nên gọi Tiểu Lý về. Nhưng không ai muốn ra ngoài, cũng không ai quan tâm. Nếu mình đi ra ngoài, bạn cùng phòng của mình liệu có khóa cửa không? Bọn họ không cần phải mạo hiểm như thế. Trong lúc đang do dự, liền nghe thấy tiếng cửa sắt lớn ở tầng 1 ký túc xá đột nhiên mở ra. Bởi vì nó đã quá cũ, mỗi lần đóng mở cửa đều phát ra động tĩnh rất lớn. Đặc biệt là vào ban đêm. Không đúng, sao tối hôm nay lại yên tĩnh thế này chứ? Thông thường mà nói, nghe thấy tiếng đóng mở co két của cửa lớn ký túc xá đều là vào nửa đêm lúc mọi người đều đã đi ngủ. Bây giờ toàn bộ khuôn viên trường đều không có tiếng động nào. Tiếng ở phòng tắm cũng dần dần nhỏ lại. Ngay sau đó, đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang cũng tắt. Hơn nữa nó cũng không sáng lại nữa. Rất yên tĩnh, giống như bạn học vừa mới rửa mặt. Chưa hề tồn tại vậy. Ai ra, Tiểu Lý về sẽ gõ cửa. Mở cửa cho cậu ấy là được rồi. Cậu ta về rồi kìa. Tiếng bước chân truyền đến từ phía cầu thang. Có vẻ như là một người phụ nữ mặc giày cao gót. Có tiếng gõ cửa vang lên ở đầu hành lang. Cảm giác như là đang dùng lòng bàn tay đập cửa. Không hề có ai lên tiếng. Nhưng tiếng gõ cửa lại ngày càng lớn hơn. Giống như đang muốn phá cửa vậy. Tôi cảm thấy hơi lạ. Sao vậy? Tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Lý, nhưng không gửi được. Không có mạng, điện thoại cũng không có tín hiệu. Không phải chứ, mọi người nghe vậy không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra. Phát hiện không có tín hiệu. Trong phòng rất nóng, nhưng tôi lại cảm thấy lưng của mình hơi lạnh. Trong lúc đang do dự, bỗng nhiên không biết phòng ký túc xá nào. Có người không thể chịu nổi nữa bắt đầu mắng chửi. Mà nó, bị thần kinh hả? Mọi người đều ngủ rồi còn gõ cửa cái gì? Tiếng nói rất lớn, khiến chúng tôi bị dạ sợ run rẩy. Toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy. Tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên. Tiếng gõ cửa lại vang lên ở một phòng khác. Hình như là từ phòng ký túc xá của người đang chửi kia truyền đến. Người này là biến thái sao? Sợ quá, tôi cảm thấy không ổn. Hy vọng Tiểu Lý có thể nhanh chóng gửi tin nhắn cho chúng ta biết tình hình bên ngoài thế nào. Không có, không xảy ra chuyện gì cả. Không biết có phải là người nào đó mở cửa ra kiểm tra hay không. Đang muốn nghe kỹ xem người đó nói những gì thì đột nhiên lại không nghe thấy gì nữa. Yên tĩnh, rất yên tĩnh. Xung quanh yên tĩnh được vài giây, tiếng bước chân trong hành lang lại tiếp tục hướng đến phòng của chúng tôi. Mọi người trong phòng đều đồng thời nín thở. Phòng bên cạnh đã bị gõ cửa rồi. Lúc này, chúng tôi mới nhớ ra thông báo của người ẩn danh nhắn tin trong nhóm lớp có một số điểm rất kỳ lạ. Có gì đó không ổn, chúng tôi đã thử gọi điện thoại, nhắn tin cầu cứu, đều không có tác dụng gì. Không gửi được tin nhắn, Tiểu Lý cũng không liên lạc được. Năm chàng trai cùng ở trong một căn phòng đóng kín cửa chính và cửa sổ. Nóng đến nghẹt thở, mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng lúc này không ai đề nghị mở cửa sổ để thoáng khí cả. Trong tiềm thức của mỗi người đều đang cảm thấy nguy hiểm. Một chút cũng không giả, mọi người tụ tập lại với nhau. Thân thể cứng đờ, đột nhiên nghe một tiếng đập mạnh, đùng đùng đùng, càng ngày càng gần. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Dịch Dương bên cạnh đột nhiên đẩy tôi. Theo ánh mắt sợ hãi của cậu ta, chúng tôi nhìn về phía ban công. Có một cái bóng giống người, nhưng cũng không giống người. Đang đứng sát bên ngoài cửa sổ. Cái gì vậy? Đây là cái gì? Đây là tầng 3 mà. Thứ đó dường như đang gõ cửa sổ. Không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó, từ chim đen hiện lên trong đầu tôi. Nhưng cái bóng đó to bằng con người lận mà. Trong ký túc xá không có chim đen. Tôi nhớ đến tin nhắn mà người ẩn danh kia gửi đến. Mở cửa đi, tôi là Tiểu Lý. Âm thanh này đã thay đổi cảm xúc của chúng tôi, từ hoảng sợ đến ngạc nhiên. Nguyên Thọ đang định ra mở cửa, liền bị Phùng Khánh ngăn lại. Mọi thứ đều được viết trong mắt mọi người. Người bên ngoài là ai vậy? Cứu tôi với, mở cửa. Các cậu nhanh mở cửa. Bọn chúng đang đến rồi. Giọng nói của Tiểu Lý kèm theo tiếng khóc. Tôi muốn mở cửa, tôi không thể trơ mắt nhìn bạn học ngoài cửa. Mất 1% cơ hội sống sót. Tại sao lại không cứu tôi? Nhanh cứu tôi, đừng, đừng, đừng đến đây. Trong lúc chúng tôi vẫn đang do dự có nên mở cửa không, thì Tiểu Lý sau khi hét lên một tiếng, liền im lặng. Chỉ có tiếng sinh kia vẫn không ngừng đập vào cửa sổ. Phùng Khánh định chạy ra ban công, liền bị chúng tôi ngăn lại. Cậu ta thở hổn hển, giọng nói như đang đấu tranh. Tôi không chịu nổi nữa. Nếu Tiểu Lý thật sự vì chúng ta mà gặp phải chuyện gì đó, chúng ta đều là kẻ rớt người. Nhưng ngay cả khi như vậy, chúng tôi cũng không dám mở cửa. Những gì chúng tôi có thể làm chỉ là ngăn chặn Phùng Khánh chạy về phía ban công.
Mọi người toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chen chúc nhau, kiểm tra phòng. Nghe thấy âm thanh này, thần kinh căng thẳng đã không thể chịu đựng được nữa. Mấy đứa con trai chúng tôi gần như đều ôm nhau, ngồi trên mặt đất. Chỉ cần chúng tôi không lên tiếng thì sẽ không sao. Chỉ cần thức đến 12 giờ là được rồi. Không đúng, thời gian kết thúc kiểm tra phòng là 2 giờ sáng. Bên ngoài cửa, tiếng gõ cửa đã ngừng lại. Sau đó là phòng bên cạnh. Rồi phòng bên cạnh của bên cạnh, có thể là vì thần kinh quá căng thẳng. Sau khi trong đầu cảm thấy tạm thời đã không sao, tôi liền ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ màng, bị nóng mà bừng tỉnh. Kiểm tra điện thoại phát hiện mới 1 giờ sáng. Trong phòng vẫn rất oi bức. Phùng Khánh cúi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Nguyên Thọ nhìn chằm chằm điện thoại, không biết đang nghĩ cái gì. Trong khi đó, Từ Sương và Dịch Dương bên cạnh vẫn đang còn ngủ. Tôi nhìn bọn họ, không một ai lên tiếng. Từ lúc đèn tắt tối hôm qua, mọi người dường như đã mất khả năng nói chuyện. Tôi mở điện thoại ra, phát hiện trong mỗi nhóm đều có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Đặc biệt là phòng 6 người của chúng tôi, có đến hơn 99 tin nhắn trong nhóm. Tất cả đều là tin nhắn mà trước đó chúng tôi và Tiểu Lý không gửi được. Đang trong nhà vệ sinh, lát nữa sẽ về. Mẹ kiếp, đèn tắt rồi. Có chuyện gì vậy? Có phải là mất điện rồi không? Sẽ không thực sự xảy ra chuyện đấy chứ. Tôi nghe thấy có người đến. Nghe tiếng bước chân này hình như còn có phụ nữ. Có phải là người đi kiểm tra đêm không? Tôi đang đi nặng trong nhà vệ sinh. Ai ra? Điện thoại mất sóng rồi. Tiếp theo đó là một loạt đoạn ghi âm. Thứ gì vậy? Đó là thứ gì vậy? Đừng lại đây, đừng lại đây. Anh em, có ai nhận được tin nhắn không? Ai có thể trả lời tôi không? Làm sao để tìm quản lý? Giúp tôi gọi quản lý với. Tôi nhớ mẹ quá. Anh, cái gì ở trên đỉnh đầu tôi vậy? Không, đừng đến đây. Xin lỗi, tôi sai rồi. Đừng qua đây, đừng có qua đây. Mẹ kiếp, tôi không dám. Thứ đó đã vào rồi, phòng tắm. Tiếp theo đó là một loạt các ký hiệu và con số kỳ quái. Còn có một hình ảnh. Bức ảnh trông rất tối. Trong bức ảnh là một cái bóng. Đại khái là đôi mắt của cái bóng đó có màu đỏ. Hai con mắt màu đỏ kia đang nhìn chằm chằm vào hướng máy ảnh. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, tôi không nhịn được, cả người đều run rẩy. Cho đến nửa giờ sau, Tiểu Lý bỗng nhiên gửi tin nhắn vào trong nhóm. Lãnh đạo trường mời tôi đi ăn, tối nay không về ký túc xá nữa. Các cậu phải ngoan đấy. Phùng Khánh trả lời tin nhắn. Cậu đã đi đâu vậy? Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi không sao. Làm gì có chuyện gì? Tiểu Lý trả lời lại. Vậy cậu ở ngoài cửa phòng ký túc xá hét cái quái gì vậy? Tôi chưa bao giờ về ký túc xá. Tối nay tôi giúp cô giáo kiểm tra phòng mà. Cho nên ban lãnh đạo mới mời chúng tôi đi ăn. Dịch Dương bên cạnh làm động tác tay tỏ vẻ im lặng. Chuyện này thật kỳ lạ. Tôi cũng cảm thấy giống như Tiểu Lý. Có chút không giống Tiểu Lý. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra mà chúng ta không biết. Đừng nói nữa. Đã sắp đến 2 giờ sáng rồi. Xem tối nay có xảy ra chuyện gì nữa không. Tôi nhìn mọi người trong phòng. Tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi. Chúng tôi đều không buồn ngủ. Không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mấy con người cứ như vậy cứng ngắc chen chúc nhau. Cứ thế thức cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Trời đã sáng. Ánh sáng giúp người ta có thêm sức mạnh để đối mặt với sợ hãi. Tôi đứng dậy, cẩn thận mở rèm cửa ra. Mở cả cửa sổ. Không khí mát mẻ của buổi sáng lập tức tràn vào trong phòng. Không có gì bên ngoài, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua như một cơn ác mộng. Từ Sương ngồi bệt trên giường nói, mở cửa ra đi. Phùng Khánh lập tức đứng dậy mạnh mẽ mở cửa ra. Hành lang đầy người đến người đi. Chuyện xảy ra tối hôm qua giống như một giấc mơ vậy. Tiểu Lý vẫn chưa về. Cửa bên ngoài không có dấu vết gì. Chúng tôi không hẹn mà cùng đi đến phòng tắm. Nhưng tìm khắp phòng tắm và phòng vệ sinh đều không có ai. Trong phòng tắm còn có những người khác. Chúng tôi mắt đối mắt nhìn nhau. Tôi phát hiện bọn họ có vẻ giống với chúng tôi. Lo lắng, căng thẳng, đang tìm cái gì đó. Vẻ mặt trông có vẻ rất bất an. Còn có quầng thâm mắt vì một đêm không ngủ. Các cậu cũng. Mọi người ai cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này bên ngoài cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng nói chuyện. Nghe nói tối qua toàn bộ người trong phòng 307 đều đã biến mất. Phòng 307 đã không còn ai nữa. Hôm qua làm sao vậy? Tôi không biết. Tôi cũng đã đi xem thử. Phòng ký túc xá trống rỗng, không để lại thứ gì. Chúng tôi hồn bay phách lạc trở về phòng ký túc xá. Vừa đến cửa phòng ký túc xá, Nguyên Thọ liền bị sốc. Chỉ thấy bên trong phòng, Tiểu Lý đang ngồi trên giường ăn bữa sáng. Các cậu đi đâu vậy? Thứ cậu ta đang ăn là món giò hầm mới của nhà ăn. Tôi có mua cho các cậu đấy. Mọi người lại đây cùng ăn đi. Tôi há to miệng, chưa kịp nói gì. Từ Sương đã thay tôi hỏi cậu ta. Tối qua cậu đã làm gì vậy? Chuyện này sao? Hôm qua tôi đã giúp giáo viên kiểm tra phòng. Cô ấy bảo tôi bỏ hết các kệ để giày dép vào hành lang đi. Còn sau đó thì sao? Cậu đã đi đâu? Hả?
Tiểu Lý dường như bị tiếng gầm bất ngờ của Phùng Khánh dọa sợ. Cậu uống nhầm thuốc rồi hả? Phùng Khánh, cậu gào to như vậy để làm gì? Tối hôm qua chúng tôi đều tìm cậu. Tôi nhắn tin cho các cậu rồi mà, tín hiệu không tốt hả? Nguyên Thọ còn muốn lấy điện thoại ra, hỏi cậu ta về tin nhắn tôi qua. Tôi giữ tay cậu ta lại, sau đó lắc đầu với mấy người phía sau. Phùng Khánh không nói chuyện, vượt qua chúng tôi đi về phía ban công. Chúng tôi lần lượt ngồi xuống giường, món hầm trên bàn, không một ai chạm vào. Chúa ơi, chúng tôi nghe thấy vậy liền nhìn về phía Phùng Khánh. Chỉ thấy bên cửa sổ có một đống lông vũ màu đen. Trông có vẻ giống với lông của con chim đen đập vào cửa sổ tối hôm qua. Có chuyện gì vậy? Tiểu Lý vừa ăn đồ ăn sáng, vừa nhìn về hướng chúng tôi. Khóe miệng còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cậu đang ăn gì thế? Dịch Dương bỗng nhiên hỏi cậu ta. Do hầm đấy, món mới của nhà An. Rất ngon đấy. Chúng tôi lúc này mới nhìn kỹ, trong bát là nước súp đỏ thấm. Bên trong còn có giò heo. Món giò hầm này có vẻ không được tươi lắm. Đừng ăn nữa, Từ Xương bỗng nhiên lớn tiếng hét lên. Sáng nay có tiết học, chúng ta nên lấy sách vở và chuẩn bị đến lớp học thôi. Nhìn vào ánh mắt của Từ Xương, tôi liền hiểu, không phải là vì đi học, mà là muốn đến lớp học, xem tình trạng của những người khác thế nào. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn khi ở nơi có nhiều người. Tiểu Lý bên cạnh lại nói, tôi không đi đâu. Tối qua mệt muốn chết đi được. Giờ tôi muốn ngủ bù. Không quan tâm cậu ta, chúng tôi trực tiếp đi thẳng xuống dưới lầu. Khi chúng tôi đi ngang qua cửa sổ phòng của người quản lý, cửa sổ vẫn còn chưa mở rèm, dường như vẫn chưa thức dậy. Sau khi đến lớp học, cùng nói chuyện với các bạn học khác trong lớp một buổi sáng, vẫn chưa biết được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Chỉ toàn là biến mất, xuất hiện. Không dám nhìn, không biết, có người quay lại rồi. Có người vẫn chưa quay lại, chỉ có những câu này. Vẻ mặt các bạn học tràn đầy sợ hãi khi đối mặt với những điều chưa biết. Sau giờ học trở về phòng ký túc xá, Tiểu Lý lại mất tích. Trên bàn có vài bát đồ ăn lúc sáng đã ăn sạch. Khi tôi đang định vứt những bát đồ ăn đó đi, thì lại phát hiện ra trong bát súp có một tờ giấy viết chữ. Có người sẽ đóng giả quản lý ký túc xá, có thể dùng màu đỏ hoặc lông vũ để phân biệt họ là thật hay giả. Có người sẽ không giống như trước kia, nên sớm nhận ra. Chỉ có một vài chữ, có vẻ Tiểu Lý viết rất vội. Chúng ta đi thôi. Về nhà, sau khi xem xong ghi chú, giọng nói của Phùng Khánh lần này vô cùng bình tĩnh. Về nhà thôi, những người khác không quan tâm điều gì nữa. Lấy giấy chứng nhận, dây sạc, điện thoại, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng. Đến khi đến trước cổng trường, lại phát hiện ra rất nhiều người đã sớm đứng chờ ở đây rồi. Dịch Dương hỏi một câu, đây là đều muốn đi ra ngoài sao? Tôi nhìn thấy trên bức tường kế bên cổng trường, đang dán một thông báo. Thông báo, do ảnh hưởng bởi mưa lớn dẫn đến đường vào trường học bị sập. Không thể ra vào trường. Không được rời khỏi trường mà không có sự chấp thuận của lãnh đạo trường. Tuyệt đối không trèo tường, tường rất cao, hơn nữa còn có tường ngăn cách bên ngoài. Vì vậy, không được trèo tường để ra bên ngoài. Đi từ cổng trường, rất an toàn. Sau đó, bên cạnh là thông báo thời tiết. Mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài thêm 3 ngày nữa. Các bạn học hãy kiên nhẫn chờ đợi, làm tốt biện pháp chống ẩm và chống trơn trượt. Có vấn đề gì bạn có thể liên lạc với cố vấn để được hướng dẫn. Cố vấn sẽ giúp các bạn trả lời từng câu hỏi một. Gần đây ban lãnh đạo cấp cao đến trường chúng ta để kiểm tra. Hy vọng các bạn học giữ vững tinh thần tốt. Ánh sáng mặt trời buổi trưa đã xua tan những giọt nước mưa đọng lại sau mưa bão, vừa nóng vừa nực. Tiếng chửi bới và phàn nàn của các bạn học xung quanh đang tách dần khỏi bộ não trống rỗng của tôi. Cảm giác rất chóng mặt. Có lẽ là tôi sắp bị say nắng rồi. Bên cạnh cổng trường là mấy người gác cổng đang đứng canh gác. Nhưng không ai đứng ra giải thích một lời nào cả. Chỉ im lặng. Một số lượng lớn sinh đang đứng tại chỗ gây ồn ào. Không biết ai đã nói một câu, hôm nay hoặc là trèo tường, hoặc là bơi ra khỏi rãnh nước sâu. Nơi này tôi không ở lại nữa. Đã đứng rất lâu, một số bạn học quyết định làm như lời người kia nói. Có lẽ đây có thể gọi là một cuộc chạy trốn nhân lúc trời còn sáng. Phùng Khánh là một trong số đó. Cậu ấy quay sang hỏi, các cậu có làm không? Hôm nay tôi nhất định phải trốn khỏi đây. Ra khỏi cánh cửa này, bên ngoài không chắc có thứ gì. Từ Xương nhìn vào mắt của Phùng Khánh, kiên nhẫn khuyên cậu ấy, thật ra, chúng ta có thể đi tìm quản lý ký túc xá, tôi không muốn đợi. Đêm dài lắm mộng, tôi thả chớt ở bên ngoài, cũng không muốn ở lại chịu đựng nỗi sợ hãi này nữa. Sau đó, Phùng Khánh và nhiều bạn học khác cùng nhau chạy ra cổng trường. Mấy người gác cổng căn bản không ngăn được. Rất nhiều nhân viên cố vấn đi đến đây, nhưng đã quá muộn rồi. Chỉ nghe một tiếng rầm, cửa đã bọn họ làm hỏng rồi. Nhân viên cố vấn ở phía sau lớn tiếng hô hào. Mấy người còn lại trong phòng ký túc xá chúng tôi bị ép ở giữa. Không biết phải làm gì mới tốt. Đi từ cổng trường. Rất an toàn. Thông báo này đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Lúc này đã có người hô khẩu hiệu.
cùng nhau cố gắng hết sức đầy đủ tấm chắn sắt ở trước cổng trường. Đừng trèo tường để ra bên ngoài. Tấm chắn sắt từng cái một bị bọn họ đẩy xuống vũng nước sâu. Có tường ngăn cách bên ngoài. Họ bắt đầu chạy đến vũng nước sâu. Bọn họ nhảy vào. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút. Không được tự ý rời khỏi trường. Ở phía bờ bên kia vẫn chưa có ai lên. Âm thanh cũng không có. An toàn là tương đối như tường. Chúng tôi gần như đều nín thở chờ đợi. Khoảng 30 phút sau, bờ bên kia đã xuất hiện người đầu tiên, tiếp theo đó, người thứ hai cũng leo lên. Người thứ ba, người thứ tư, một người trong đó có bóng lưng giống Phùng Khánh. Cậu ta dùng cả tay và chân để leo lên. Phùng Khánh, chúng tôi gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy không quay đầu lại, cơ thể lảo đảo đi về phía trước. Ánh nắng gay gắt, giống như bị say nắng. Cậu ấy sao lại? Dịch Dương nói được một nửa thì dừng lại. 4 người chúng tôi đều không nói chuyện. Chỉ nhìn chằm chằm Phùng Khánh và đám người đó, dần dần rời khỏi tầm nhìn của chúng tôi. 4 người chúng tôi lo lắng, trở về lại phòng ký túc xá. Trước phòng của quản lý đang có rất nhiều người. Cửa kính trong phòng đã bị đập vỡ. Rèm cửa sổ cũng bị ném xuống đất. Còn có một dấu chân trên cửa. Rất rõ ràng, không biết người nào đó đã dẫm chân lên cửa. Nhưng bên trong lại không có ai. Có người thậm chí còn lục tung đồ đạc cá nhân của quản lý lên. Nhưng không có gì. Trên tường treo một bản quy tắc quản lý ký túc xá, một phần bị rơi xuống đất. Quy tắc quản lý ký túc xá bị mất màu. Tôi đang định cầm nó lên và nhìn kỹ hơn, thì đột nhiên ở cửa vang lên tiếng hét. Quản lý đã trở lại rồi. Quản lý, này, các em đang làm gì vậy hả? Quản lý ký túc xá nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt này, có vẻ không quá ngạc nhiên. Anh ta chỉ đi thẳng về phía trước. Tất cả đều đi ra ngoài đi. Sau khi đuổi chúng tôi ra khỏi phòng, quản lý không nói gì nữa, chỉ là vừa mới đóng cửa lại. Thông qua khung cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy anh ta tự nhặt rèm cửa lên, định treo lên lại. Không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào khác. Khi chúng tôi về phòng ký túc xá dọn dẹp xong, đã là 6 giờ chiều rồi. Chúng tôi kéo tủ để đồ trong phòng ra phía cửa. Sau khi đã chắc chắn cửa được chắn lại, chúng tôi cùng nhau kéo giường của Tiểu Lý và Phùng Khánh di chuyển ra ngoài ban công để tạo ra không gian trống. Chúng tôi đã cùng nhau đặt 2 chiếc giường tầng còn lại trong phòng lại với nhau. Như vậy thì khi màn đêm buông xuống, có thể cho chúng tôi một chút cảm giác an toàn. Mặt trời mùa hè, không xuống núi sớm như mùa đông. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Dịch Dương hỏi, các cậu có muốn ăn gì không? Chúng tôi đều lắc đầu, chỉ là nghe Dịch Dương hỏi như thế, tôi lại cảm thấy hơi đói. Đến nhà ăn tìm gì ăn đi. Từ Sương vỗ vào lưng tôi. Đi, đi ăn chút gì đi, không thể làm một con ma đói được. 4 người chúng tôi nhìn cánh cửa phòng đã bị chắn lại. Bất đắc dĩ bật cười, lập tức đẩy ra một khe hở và cùng nhau đi đến nhà ăn. Đến nhà ăn, chúng tôi nhìn thấy các bạn học khác đang tàn gẫu. Mọi người dường như đều không có tâm trạng để ăn. Không biết các cô chú ở nhà ăn có nghe nói về vụ náo động không? Tôi đến một tiệm bánh mà tôi thường xuyên lui tới. Muốn mua vài cái bánh bao, ông chủ nhìn tôi vài giây. Sau đó tôi cười nói với tôi, thẻ sinh viên đâu? Cái gì cơ? Quẹt thẻ sinh viên để thanh toán. À, thật ngại quá. Tôi liền cúi đầu tìm thẻ sinh viên. Cậu muốn mua mấy cái? Cho cháu một lồng đi. Ông chủ lấy ra một lồng bánh bao hấp ở bên trái. Trong khoảnh khắc nhận lấy đồ trong tay ông chủ, tôi đột nhiên liếc mắt nhìn thấy một người phụ bếp. Anh ta đang cúi đầu xuống cắt đồ ăn. Tôi cảm thấy anh ta trông rất quen, nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Tuy nhiên giờ phút này, tôi có một cảm giác bất an. Vì thế tôi đã hỏi thẳng ông chủ. Ông chủ, phụ bếp vừa mới đến của ông là ai vậy? Là một sinh viên đến làm việc bán thời gian. Sau đó ông ta không nói tiếp nữa. Tôi vừa quay đầu lại, lại có người đến mua bánh bao. Người này tôi cũng quen, sống ở tầng 4 của ký túc xá. Chúng ta trước đó đã cùng học chung lớp. Cậu ta không nói lời nào cả. Sau đó rút ra từ trong túi một thẻ sinh viên màu đỏ. Thẻ sinh viên màu đỏ sao? Tôi hỏi cậu ta, thẻ của cậu bị sao vậy? Sao lại là màu đỏ? Nhưng cậu ta lại không để ý đến tôi, trực tiếp quẹt thẻ sinh viên màu đỏ đó. Ông chủ lấy ra một bát đồ ăn từ phía bên phải, đưa cho cậu ta. Đây là thứ gì vậy? Trong lúc tôi đang thấy khó hiểu, đây là cái gì vậy? Ông chủ, món mới của tiệm ông sao? Một bạn học khác đột nhiên tiến đến, hỏi ông chủ câu tôi muốn hỏi. Trong tay cậu ta đang cầm thẻ sinh viên giống với của tôi. Cậu có thể đến cửa hàng giò hầm mới mở để hỏi. Cái gì cơ? Cửa hàng giò hầm mới mở sao? Tôi lập tức nhớ đến món giò hầm mà Tiểu Lý đã ăn sáng nay ở phòng ký túc xá. Cơ thể không thể run rẩy. Là món mới của họ. Cửa hàng giò hầm mới mở đó, làm đồ ăn cũng rất ngon. Còn phải xếp hàng đấy. Phía bên kia, ở trước tiệm giò hầm,
Do hầm, món do hầm mới ra đây. Hãy đến thử món do hầm này đi. Cô chủ tiệm nhiệt tình đang mời gọi cậu sinh viên đi ngang qua. Cửa hàng của bà ta vô cùng sạch sẽ. Không những không có dầu mỡ, mà ngay cả dấu chân trên sàn nhà cũng không thấy một dấu nào. Trên tường còn dán giấy đỏ mua 3 tặng 1. Bàn ghế làm bằng thép không gì, sạch đến nỗi có thể phản chiếu được gương mặt. Có rất nhiều người xếp hàng, không ngoại lệ, trong tay bọn họ đều cầm thẻ sinh viên màu đỏ. Thịt giò heo trắng, cùng với nước súp màu đỏ sẫm. Của nhiên là loại mà tiểu lý mua cho chúng tôi. Trên quầy còn dán thực đơn chi tiết. Trứng chim, địa điểm chỉ định mua trứng chim cút thông thường. Cải thiện thị lực, thư giãn, giúp ngủ ngon. Ghi chú, quản lý chỉ cần xuất trình giấy tờ lao động để nhận. Thịt giò hầm, nội tạng hầm, giúp tinh thần sảng khoái, tập trung, lạc quan tích cực, dám nghĩ dám làm. Ghi chú, nếu muốn đổi thành thịt gà, vui lòng quẹt thẻ màu đỏ để nhận. Nhân viên sẽ được giảm giá khi ăn. Trước khi giảm giá, vui lòng xuất trình thẻ nhân viên công tác. Con có thể nhận phần ăn dành cho nhân viên. Nhà ăn dành cho lãnh đạo thanh tra có phòng ăn riêng. Bị qua hành lang và rẽ phải. Nếu bạn vô tình vào nhà hàng chuyên dụng, thì đừng nói chuyện, cứ vào ăn cùng là được. Cậu đã mua xong chưa? Dịch Dương phía sau gọi tôi một tiếng. Lúc này tôi mới phát hiện, bản thân không biết từ lúc nào đã đứng xếp hàng phía sau đám đông, mà những người xếp hàng phía trước, không có ngoại lệ, tất cả họ đều quay đầu lại nhìn. Mở to mắt nhìn chằm chằm tôi, như thể muốn nuốt chửng tôi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng tôi không khỏi hốt hoảng. Vội vàng lôi kéo Dịch Dương, quay lại phòng ký túc xá. Sau khi chúng tôi trở về phòng ký túc xá không lâu, bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần tối lại, mà trong phòng của quản lý ký túc xá cũng đã sáng đèn. Cửa sổ phòng đã kéo chặt rèm cửa lại. Mọi người đều không biết kính ở cửa được sửa như thế nào. Trở lại phòng ký túc xá, tôi xem điện thoại. Còn 3 tiếng nữa là sẽ đến giờ tắt đèn lúc 10 giờ dưới tối. Trong các nhóm, không có bất kỳ thông báo nào được gửi đến. Nhưng tất cả mọi người đều ở trong phòng ký túc xá của mình. Đóng cửa không ra ngoài, khuôn viên trường học bây giờ cũng đã rơi vào im lặng. Không ai trong chúng tôi biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Trong phòng ký túc xá chỉ còn lại 4 người, mọi người đều không bật đèn. Chỉ có ánh sáng trên màn hình điện thoại, chiếu vào mặt mọi người. Ngay lúc này, tôi chợt nhớ lại tờ ghi chú mà tiểu lý để lại sáng nay. Có người sẽ không giống so với trước kia. Nên sớm nhận ra sao, nhận ra cái gì, không giống nhau nghĩa là gì. 4 người chúng tôi bây giờ đứng rất gần nhau. Vẫn chưa kịp suy nghĩ gì. Một tiếng sấm vang lên khiến cho chúng tôi giật mình, đứng dậy khỏi giường. Ngay sau đó, mưa lớn tầm tã từ trên trời rơi xuống. Trời cũng đã hoàn toàn tối. Bật đèn thôi, Từ Xương đi đến bên cửa và bật đèn lên. Chỉ có như vậy chúng ta mới biết khi nào đèn sẽ tắt. Đèn vừa được bật sáng lên, mắt tôi vẫn chưa kịp thích nghi. Nhưng mà, tại sao? Không đến mức làm tôi hoa mắt chứ. Tầm nhìn của tôi lướt qua chiếc giường tầng bên ngoài ban công. Ở trên chiếc giường đó, có người đang nằm. Hơn nữa, còn có 2 người đều đang nghiêng người nhìn về phía chúng tôi. Tôi bị dọa sợ đến mức hét lên, má ơi. 3 người còn lại nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhìn ra phía ban công. Tuy nhiên, lại không có gì cả. Sao vậy? Dịch Dương nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi liền hỏi. Có phải cậu đã nhìn thấy cái gì rồi không? Tôi hình như đã nhìn thấy Tiểu Lý và Phùng Khánh. Họ còn cười với tôi nữa. Toàn thân tôi run rẩy nói. Từ Xương thì lại gần hơn một chút. Tuy nhiên ở trên giường của Phùng Khánh và Tiểu Lý lại sạch sẽ, không có gì cả. Sao hôm nay lại toàn gặp chuyện kỳ lạ vậy chứ? Nguyên Thọ nói chuyện còn nghe được cả tiếng khóc. Mấy người chúng tôi cùng ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng. Bỗng nhiên một tia sét xẹt qua, sau khoảng khắc đó là tiếng sấm vang rền dữ dội. Tôi dường như đã nhìn thấy một đàn chim đang bay trên bầu trời. Là một đàn chim đen. Hy vọng chúng ta có thể vượt qua đêm nay. Không biết sẽ có thứ gì, điều bất ngờ gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cách giờ tắt đèn còn có 30 phút nữa. Tin nhắn ẩn danh lại đến. Lần này khi mọi người xem tin nhắn, giống như là bắt được một sợi dây cứu mạng cuối cùng. Ngoài những nội dung lặp lại giống như ngày hôm qua, thì có vẻ chi tiết hơn. Bất kỳ người nào gõ cửa cũng không được mở, nhớ là bất kỳ người nào. Bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài kia, cũng đừng mở cửa. Hãy đảm bảo an toàn cho bản thân trước. Đừng để ý đến bất cứ thứ gì ngoài cửa sổ. Nhắc lại, cửa sổ cách ly với bên ngoài. Có kính và lưới chống trộm. Cho nên sẽ không có bất cứ thứ gì cả. Nếu như có bất cứ thứ gì xuất hiện, thì đều là đồ lặt vặt hoặc bóng của cây bên ngoài. Chim đen, nhắc lại, chim đen là một loại chim. Có cánh, có móng vuốt. Loại chim này có mỏ không sắc lắm.
Thời tiết giông bão gần đây khiến cho bọn chúng di chuyển bất thường. Tuyệt đối đừng làm phiền bọn chúng. Nhắc lại, trong ký túc xá sẽ không xuất hiện chim đen. Chim đen mãi mãi luôn ở bên ngoài. Cửa kính của phòng quản lý. Nếu bên cạnh bạn có những người ban ngày đã vô cớ làm hỏng cửa kính của phòng quản lý, hoặc là bạn học ủng hộ hành vi phá hỏng cửa kính của phòng quản lý, nhanh lúc trước khi tắt đèn, hãy thuyết phục họ đến phòng quản lý lấy trứng chim. Tuy nhiên, xin vui lòng đừng ép buộc họ. Nếu cảm thấy tình hình không đúng, nhân lúc trước khi tắt đèn, hãy nhanh chóng đến phòng ký túc xá khác hoặc phòng vệ sinh. Quy tắc trong phòng vệ sinh: không được ngẩng đầu nhìn lên, không được chụp hình, không được dùng điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào có thể chụp hình. Để chụp phía dưới cửa hoặc trên trần nhà, không được mở bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào. Đặc biệt là không được dùng thiết bị chiếu sáng để chiếu sáng lỗ thoát nước của nhà vệ sinh. Không được nói chuyện với những người tự xưng là đến từ phòng khác. Không được mở cửa vách ngăn. Nếu vòi xả bị tắc, tuyệt đối không được nhìn xuống. Hành lang, dù có tắt đèn hay không, ở hành lang cũng không nên xuất hiện quần áo đang treo. Nhìn thấy quần áo trắng ở hành lang, xin hãy về phòng ngủ ngay lập tức. Nhìn thấy quần áo màu đỏ ở hành lang, xin vui lòng tìm quản lý ngay lập tức. Trong thời gian này, đừng quay đầu lại. Nếu xảy ra các tình huống sau: 1. Một bạn học khi rời đi sẽ chào bạn ở cuối hành lang. 2. Hành lang xuất hiện ông màu cầu vồng. 3. Vô tình di chuyển hoặc chạm vào chiếc ông màu cầu vồng. 4. Chim đen xuất hiện phía dưới ông. Vui lòng vào phòng gần nhất có nhãn dán màu xanh, sau đó đứng đợi ở đó. Nhưng không được ăn uống bất cứ thứ gì mà họ cho. Đừng nói chuyện với họ. Trứng chim mà họ đưa cho cũng không thể nhận. Tôi nhìn những người trong phòng một lượt. May mà mấy người chúng ta ít nhất không gây rắc rối gì khi đi tìm người quản lý. Thật may, ít nhất là không. Nhưng vẫn chưa đợi tôi kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đã có người chạy bên ngoài hành lang. Cùng với đó là những tiếng bước chân đầy hỗn loạn. Vì cửa đang bị tủ chặn lại, chúng tôi cũng không mở cửa vì tò mò. Xem chuyện gì đang xảy ra. Những lúc thế này, không nên tò mò. Thật ra chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu. Bên ngoài là những bạn học có liên quan đến việc phá hoạt phòng của quản lý ký túc xá. Chưa đầy 30 phút nữa là đến giờ tắt đèn rồi. Lúc này, đi tìm quản lý không khác gì một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Bên cạnh đó, cũng có không ít người bị ảnh hưởng bởi âm thanh bên ngoài. Ít nhất là nghe thấy như này. Làm sao đây? Màu trắng, là màu trắng đấy. Nhưng chúng ta không thể về phòng được. Tìm quản lý ký túc xá đi. Sau một loạt tiếng bước chân đầy hỗn loạn, chúng tôi chỉ nghe thấy được vài câu như thế này. Đó có phải là chim đen không? Đừng nhìn nữa, nhanh chạy đi. Chim đen xuất hiện rồi sao? Không thể ra ngoài, tuyệt đối không được ra ngoài. Chúng tôi dựa vào tủ và lắng nghe tiếng động bên ngoài cửa. Bây giờ cách thời gian tắt đèn là 20 phút nữa. Đã không còn nghe thấy âm thanh hỗn loạn trong hành lang. Nhưng nếu nghe kỹ, vẫn nghe thấy có tiếng bước chân. Nhưng tiếng bước chân này nghe có vẻ rất bình thản. Có thể là một bạn học nào đó đi vệ sinh hoặc mới tắm trở về. Bây giờ cách thời gian tắt đèn còn 5 phút nữa. Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang chạy. Chắc là những bạn học vừa mới đi tìm quản lý đã trở về rồi. Nhưng chắc chỉ là một số ít. Bởi vì tiếng bước chân lúc này không dồn dập giống như lúc vừa nãy nữa. Lúc này âm thanh đã dần dần tĩnh lặng. Chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân từ từ chậm rãi trên hành lang. Đã là giờ này rồi. Người bên ngoài vẫn chưa về phòng sao? Dịch Dương vừa nói xong thì đèn đã tắt rồi. Tim tôi thắt lại. Vẫn chưa kịp cảm thấy căng thẳng, tôi đã nghe thấy một tiếng hét chói tai. Ôi chúa ơi! Tiểu Vũ, đó là tên của ai? Tôi không nghe rõ. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét từ xa mà gần. Nhảy lâu rồi. Có người nhảy lâu rồi. Chúng tôi không hẹn mà cùng đi đến cửa sổ xem tình hình thế nào. Mặc dù rèm cửa đã được kéo lên, nhưng qua khe hở, tôi nhìn thấy những thứ lặt vặt bên ngoài cửa sổ. Chỉ có bóng của những thứ đồ lặt vặt. Bóng của những thứ lặt vặt, đồ lặt vặt sao? Tôi nắm chặt tay. Tiếng bước chân trên hành lang lại lần nữa vang lên. Lại đến rồi. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Có người đang đập cửa phòng ký túc xá của chúng tôi. Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh bên ngoài cửa thâm nhập vào màng nhĩ của tôi, khiến cho tim tôi không thể ngừng run rẩy. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Cửa phòng ký túc xá của chúng tôi liên tục bị đập. Kiểm tra phòng đây. Nhanh mở cửa ra, tôi biết các cậu ở trong đó. Kiểm tra phòng, kiểm tra phòng, kiểm tra phòng. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gọi thúc giục ngoài cửa không ngừng làm rung màng nhĩ của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi đều không dám nhúc nhích, chỉ có thể nín thở, cẩn thận lắng nghe. Tôi nghĩ đến những tin nhắn mà người ẩn danh kia gửi đến. Trước khi cửa phòng được mở ra, cửa sẽ rất kiên cố.
Trong lòng tôi hơi thả lỏng một chút. Quả nhiên, người bên ngoài cửa sau mấy lần đập cửa không có kết quả, đã dần dần yên tĩnh lại. Ngay lúc này, một chuyện không ai ngờ đến đã bất ngờ xảy ra. Mặc dù cửa đã đóng, hơn nữa còn dùng tủ để chặn, nhưng tối nay có gì đó khác so với tối qua. Chúng tôi dừng mắt, nhìn chằm chằm khe hở phía dưới cửa phòng. Người bên ngoài đang từ từ nhét vào một tờ giấy. Chữ viết ngay ngắn, mực đỏ viết trên giấy vẫn còn chưa khô. Trên tờ giấy đó viết một vài chữ rất lớn, kiểm tra phòng. Cảnh báo phòng không đạt tiêu chuẩn. Nếu không mở cửa, phòng này được coi là không có người ở. Phòng không có người ở, chúng tôi sẽ lấy lại phòng trống. Thời hạn là một ngày, quá hạn sẽ không đợi. Dịch Dương bên cạnh khó hiểu hỏi, cửa phòng rất an toàn mà, sao vẫn có thể nhét đồ vào vậy? Không ai trong chúng tôi dám cầm tờ giấy đó lên, mà chỉ nhìn chằm chằm nó, sợ nó sẽ đột nhiên xuất hiện những thay đổi nào khác. Các bạn học trong phòng, nhanh mở cửa đi. Ngoài cửa đột nhiên có người nói chuyện. Tôi là Phùng Khánh. Tôi về rồi đây. Nghe thấy âm thanh này chúng tôi đều ngạc nhiên. Dịch Dương kéo tôi nói, hắn không phải là Phùng Khánh. Phùng Khánh sẽ không trở lại. Lúc này người ngoài cửa lại nói, bây giờ tôi phụ trách kiểm tra giường. Ra ngoài đi, các người không có đường lui đâu. Nếu không, các người cũng sẽ giống như Tiểu Lý. Ha ha ha, Tiểu Lý bị làm sao vậy? Tôi gần như đã hét lên. Đừng đợi nữa, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Không ai nói với chúng ta. Khi cơn mưa kết thúc, chúng ta có thể rời đi. Nhanh ra ngoài đi, gia nhập với chúng tôi, cùng chúng tôi đi kiểm tra phòng. Giọng nói của Phùng Khánh ngoài cửa lọt vào tai chúng tôi nghe có vẻ như càng âm u hơn. Các cậu không biết bên ngoài có gì đâu. Tôi nhìn thấy rồi. Đừng có mở cửa. Đừng mở cửa, các anh em tuyệt đối đừng mở cửa. Là Phùng Khánh, chúng tôi trợn to mắt. Đừng nghe lời của cậu ta. Nhanh chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động như có vật gì đó vừa rơi xuống đất. Sau đó lại không có động tĩnh gì. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, sao vẫn chưa mở cửa? Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Nhanh mở cửa ra. Mấy người chúng tôi sợ hãi nhìn nhau, nhưng lại phát hiện những người trong phòng căn bản không có ai mở miệng nói chuyện. Nhưng mà tất cả chúng tôi đều nghe thấy ai đó đang nói chuyện bên tai mình. Vừa nãy chính là giọng nói này. Âm thanh như đang thì thầm, giống như trí tuệ nhân tạo cố gắng giả giọng con người vậy. Âm thanh dần dần hỗn loạn, dần trở thành những từ ngữ rõ ràng. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Mau đi mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa ra. Thế giới bên ngoài rất tuyệt vời. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa. Tôi bị chặt tai mình lại. Nhưng âm thanh đó giống như vẫn cứ lởn vởn trong đầu của tôi. Căn bản không thể cự tuyệt. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng vù vù, giống như bị ù tai sau vụ nổ. Cảm giác này thật khiến người ta chóng mặt. Nguyên Thọ đột nhiên nhảy ra khỏi giường, vội vàng chạy đến cửa phòng, sau đó điên cuồng cào tủ đang chắn ở cửa. Dường như cậu ta đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong ánh mắt cậu ta, toàn bộ là biểu tình sợ hãi. Dầm một tiếng, tủ đã bị cậu ta đẩy ra. Nguyên Thọ hình như đang gầm gừ gì đó. Mở cửa, mở cửa, tôi muốn mở cửa. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Từ Sương chạy qua, nắm lấy cánh tay của Nguyên Thọ. Lớn tiếng nói, đừng mở cửa, nếu không chúng ta sẽ xong đời. Tôi cũng vội vàng chạy đến ngăn cản cậu ta. Tôi nắm quần áo của Nguyên Thọ kéo về phía sau. Dịch Dương theo sát phía sau ôm lấy chân của cậu ta. Mở miệng cầu xin, Nguyên Thọ, đừng mở cửa, đừng mở cửa. Sau đó tiếng ngu trong đầu ngày càng dữ dội hơn. Hai chân vô lực, lập tức ngã xuống đất. Trước khi hai mắt tôi sắp nhắm lại, tôi nhìn thấy ba người còn lại trong phòng cũng giống như tôi. Ngã xuống đất, sau đó ngất đi. Khi tôi lần nữa tỉnh dậy, tôi nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên giường. Tôi bị tiếng kêu của bầy chim ngoài cửa sổ đánh thức. Thông qua khe hở rèm cửa, tôi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Mưa cũng đã ngừng. Chỉ là tiếng chim này, giống như loại chim sẻ trong rừng núi. Tiếng chim vang vọng khắp mọi nơi. Đúng rồi, sao tôi lại nằm ở đây? Tôi không nhớ. Nguyên Thọ, Từ Sương, Dịch Dương. Tôi khó khăn lắm mới ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy toàn thân đều đau nhức, giống như vừa mới bị một đám người đánh trong một trận vậy. Ở phía bên kia, Nguyên Thọ vẫn còn nằm trên giường, tựa hồ đã ngủ rồi. Hai người còn lại cũng nằm trên mặt đất. Tôi cầm điện thoại lên, phát hiện bây giờ đã là 2 giờ 6 phút sáng rồi. Trong ký túc xá rất yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều của mọi người. Nếu không phải là giường của Tiểu Lý và Phùng Khánh trống rỗng, tôi thậm chí còn nghĩ tất cả những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mơ. Đúng rồi, còn có tờ giấy ghi chú ở dưới cửa nữa. Tờ giấy đó đâu rồi? Trên mặt đất ngoại trừ một cái tủ sắt lúc trước bị đổ xuống, thì không có bất cứ thứ gì cả. Thời hạn là một ngày, đêm nay, đêm thứ ba.
Chẳng nhẽ là thực sự bị đám người tự xưng là người đến kiểm tra phòng đó đột nhập thu hồi lại phòng sao? Có nhiều lúc, tôi không thể không nghĩ. Rốt cuộc tại sao lại giữ chúng tôi ở đây? Mục đích là gì? Trên người những sinh viên bình thường như chúng tôi thì có thứ gì cơ chứ? Rốt cuộc tất cả những chuyện này là gì? Mặc dù chúng tôi đều cảm thấy rất đau đầu khó hiểu. Nhưng rõ ràng là cho dù tìm ra nguyên nhân cũng vô ích. Ưu tiên hàng đầu là làm thế nào để vượt qua. Sau đó rời khỏi đây. Bây giờ là 2 giờ 20 phút rồi, tôi gọi mọi người dậy. Sau đó quyết định cùng nhau đi tìm quản lý. Hôm qua cậu bị làm sao vậy? Từ Sương hỏi Nguyên Thọ. Nguyên Thọ né tránh ánh mắt của Từ Sương. Không trả lời. Đúng vậy, có chuyện gì vậy? Tôi và Dịch Dương cũng hỏi cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn chúng tôi và lắc đầu. Vẫn không chịu nói gì. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không. Ánh mắt của Nguyên Thọ dường như vẫn luôn nhìn về phía Từ Sương, thậm chí còn rất quan tâm đến biểu cảm của Từ Sương. Chúng tôi mở cửa và đi ra ngoài hành lang. Đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang vẫn còn tốt. Cảm giác thật là tuyệt khi đi trong ánh sáng. Tuy nhiên khi mấy người chúng tôi đang chuẩn bị đi đến cầu thang, lại là tiếng bước chân. Nó chuyển đến từ dưới lầu. Chúng tôi đứng yên tại chỗ, không dám động đậy nữa. Chỉ im lặng cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân tuy xa mà gần. Đèn điều khiển bằng giọng nói vẫn sáng. Chắc là không có vấn đề gì. Mỗi khi có người kiểm tra phòng đến, đèn không phải là điều tắt sao? Tiếng bước chân ngừng lại. Lúc chúng tôi lấy hết can đảm thò đầu ra ngoài để xem có chuyện gì, đèn ở cầu thang đã tắt. Chúng tôi có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của người đó. Người kia hình như cũng đang ngẩng đầu, nhìn về phía chúng tôi. Giờ phút này, chân của chúng tôi đều không ngừng run rẩy. Chạy, nhưng chúng tôi dường như không biết làm thế nào để ra khỏi đây. Đó là ai? Đó là ai vậy? Nhưng ngay sau đó, người dưới lầu đã mở miệng nói trước. Các cậu đang muốn tìm quản lý ký túc xá sao? Người đó tiến lên phía trước 2 bước. Sau đó lại nói, tôi là quản lý đây, tôi đang tuần tra ban đêm. Chúng tôi vẫn chưa trả lời. Cứ im lặng như vậy, người đó dường như lại đi lên trước 2 bước. Đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang đã tắt rồi. Trong khoảnh khắc đó, trong bóng tối xuất hiện 2 điểm sáng màu đỏ. Tiếng hét đầu tiên không biết là người nào đã không nhịn được hét lên. Tôi chỉ nhớ chúng tôi đã hét lên trong sợ hãi. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Chúng tôi điên cuồng chạy. Cuối cùng cũng chạy về phòng. Sau đó đóng sầm cửa lại. Ánh sáng màu đỏ đó làm tôi nhớ đến Tiểu Lý. Cậu ấy đã từng chụp lại một bức ảnh hơi mờ. Và cả tờ ghi chú của Tiểu Lý nữa. Một số người sẽ giả làm quản lý. Màu đỏ hoặc lông vũ có thể dùng để phân biệt họ. Là cái gì? Đó là thứ gì? Ai đã đóng giả thành quản lý? Chúng tôi sợ hãi rất lâu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cánh cửa phòng không hề bị đập như trước. Theo lý mà nói, lúc này người quản lý nên đến phòng chúng tôi mới đúng. Nếu như thông báo ở trong nhóm là sự thật, chúng ta ai cũng không dám ra ngoài kiểm tra. Nhưng cũng không ngủ được. Không hề cảm thấy buồn ngủ. Cứ như thế một thân đổ mồ hôi lạnh ngồi trong căn phòng ói bức. Không dễ dàng gì mới dám tiến hành bước đầu tiên. Lại bị dạ sợ trở về rồi. Dịch Dương lấy điện thoại ra, theo thói quen lướt điện thoại. Hình như đã có tín hiệu rồi. Tất cả chúng tôi đều mở điện thoại. Quả nhiên những tin nhắn không gửi được và không nhận được đều đã trở lại bình thường. Trước đây, chúng tôi đã từng thử gọi cho những người bên ngoài. Nhưng đều vô dụng, tất cả các cuộc gọi đều hiển thị không nằm trong khu vực phủ sóng. Nơi này dường như đã tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tạo thành một nơi biệt lập. Gửi tin nhắn cho quản lý ký túc xá đi. Được, chúng tôi đã nói với quản lý. Chuyện chúng tôi nhận được lời cảnh báo. Và cả tiếng thì thầm vang lên bên tai chúng tôi trước đó nữa. Nội dung là do tôi gửi. Khi tôi đang có tin nhắn để gửi cho quản lý, thì lại nhận được tin nhắn của Nguyễn Thọ gửi cho tôi. Có thể không gửi thông tin này cho quản lý được không? Trước tiên đừng nói với hai người họ. Chuyện là tối hôm qua, sau khi tắt đèn, trong cơn hoảng hốt, tôi thấy trên giường của Từ Sương có thứ gì đó màu đen. Ngay khi tôi đang định nhìn kỹ xem nó là gì, thì thứ đó đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Đó là đôi mắt đỏ. Tôi sợ quá, cho nên mới chạy đến cửa. Tôi muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng sau khi các cậu ngăn tôi lại, tôi đã không muốn mở cửa nữa. Nhưng mà, Từ Sương, tôi không biết có phải hay không. Có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Từ Sương đã ấn tay tôi. Chính là, cậu ta lắc tay tôi, muốn nhân cơ hội mở chốt cửa ra. Tôi kinh hoàng, tầm mắt nhìn về phía Từ Sương. Tay không khỏi có chút run rẩy. Rốt cuộc Từ Sương có đang nói dối hay không? Tôi nên tin ai? Chuyện này thật khó. Ai có thể giúp tôi không? Cứ đợi như thế này cũng không phải là cách. Nhìn vẻ mặt bọn họ, Từ Sương thì vẻ mặt bình tĩnh, còn Nguyên Thọ thì tỏ vẻ sợ hãi. Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để tìm quản lý ký túc xá sau khi trời sáng. Trong đầu tôi nghĩ đến rất nhiều khả năng.
Nhưng với tình huống bất ngờ xảy ra này, nội bộ cũng đáng sợ. Đang suy nghĩ, thì quản lý đã trả lời. Nhìn chung thì tôi đã hiểu tình hình rồi. Vui lòng xác nhận các câu hỏi sau. Trong trường có tháp nước không? Không có, tôi nhớ lại rồi trả lời quản lý. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gọi là tháp nước. Liệu đã nhìn thấy chim đen chưa? Chưa nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy lông vũ và nghe thấy tiếng chim kêu mà thôi. Nhưng tôi không biết đó có phải là chim đen hay không. Tòa nhà này có mấy tầng? 4 tầng, cái này thì tôi biết. Văn phòng thầy trưởng khoa của chúng tôi ở trên lầu cao nhất. 3 phút sau đó, quản lý ký túc xá xuất hiện trước cửa phòng của chúng tôi. Anh ta lịch sự gõ cửa phòng 2 lần. Sau đó đẩy cửa vào, mọi thứ đều trở nên kỳ lạ. Chúng tôi rõ ràng đã khóa cửa. Nhưng không biết tại sao, nếu bạn hỏi tôi quản lý ký túc xá trông như thế nào, tôi vẫn không thể mô tả được. Có lẽ là do anh ta kéo mũ xuống rất thấp. Anh ta cầm một vài quả trứng đen, sau đó đi đến đặt lên giường. Nhưng tôi đảm bảo, đó chắc chắn không phải là cái gọi là trứng cút. Anh ta không nói gì khác, mà trực tiếp rời đi. Nói thật thì, khoảnh khắc đó tôi thật sự nghi ngờ cho dù có quản lý cũng vô dụng. Chỉ có thể tự mình tìm cách. Nhưng sau đó anh ta lại gửi tin nhắn cho tôi. Trứng chim được sử dụng có chọn lọc, gợi ý cửa kính phòng quản lý. Tôi cầm điện thoại, trong lòng mắng anh ta. Sao anh ta không nói rõ hơn một chút cơ chứ? Anh ta nói phải làm sao? Từ xương không biết từ khi nào đã đi đến sau lưng tôi. Ánh mắt của cậu ta đầy căng thẳng và cảnh giác. Hoàn toàn giống với chúng tôi. Anh ta nói trứng chim được sử dụng có chọn lọc. Tôi giả vờ tắt màn hình điện thoại một cách tự nhiên, sau đó nói với mọi người. Mọi người đều nhìn chằm chằm máy của trứng chim kia. Muốn ăn thì nhanh ăn đi, nếu không muốn thì đừng ăn. Lời nói của Dịch Dương đã phá vỡ sự im lặng. Chúng ta có thể viết ra giấy, thiểu số phục tùng đa số. Sau đó chúng tôi đi lấy giấy ghi chú và bút. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể viết ra kết quả. Cho đến 4 giờ sáng, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong 2 ngày qua, khiến tôi nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. Nhưng cuối cùng những ý tưởng này đều không thể khiến tôi hạ quyết tâm. Có thể đôi khi, chúng ta cần những người như Phùng Khánh để đưa ra quyết định. Thoải mái đưa ra quyết định nên làm hay không làm. 5 giờ, trời sáng rồi, quyết định, ăn, điều khiến tôi ngạc nhiên đó là Từ Xương không quan tâm việc có ăn hay không, cậu ta thậm chí không có một chút phản đối hay ủng hộ nào. Nguyên Thọ cũng vậy, cậu ta bóc vỏ trứng, bỏ vào miệng và nhai nuốt, không có gì thay đổi. Cũng không có gì khác lạ, hương vị so với trứng cút thông thường không có gì khác biệt. Vậy thứ này rốt cuộc có thể mang lại cho chúng tôi điều gì? 6 giờ sáng, chúng tôi đều buồn ngủ rồi. Bây giờ nên đi học rồi, nhưng chúng tôi đều buồn ngủ. Không biết giáo viên sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng khoảng thời gian này rất đặc biệt, chắc sẽ không ai quan tâm đến điểm danh trong lớp nữa. Tôi thà ở trong phòng ký túc xá cả ngày, đợi cho đến khi trời tối. Đợi đã, còn cửa kính của phòng quản lý nữa, gợi ý này có nghĩa là sao? Vừa rồi chỉ nghĩ đến trứng chim, hoàn toàn quên nghĩ về gợi ý này. Cửa kính của phòng quản lý, nếu cảm thấy tình hình không đúng, hãy nhân lúc đèn chưa tắt, đi đến phòng khác, hoặc là nhà vệ sinh. Tôi nghĩ ra rồi. Ý của quản lý là bảo chúng tôi đi đến phòng ký túc xá khác hoặc là nhà vệ sinh để trốn. Phòng khác sao? Đúng vậy, còn có những phòng khác nữa. Nhưng sao chúng tôi biết được họ có nhận được cảnh báo phòng không đạt tiêu chuẩn hay không? Hoặc là, nếu như nhận được rồi, vậy họ sẽ đi đâu? Tất cả đều đến phòng vệ sinh sao? Phòng vệ sinh liệu có chứa được hết không? Nhiều người như vậy mà, những bạn học trong các phòng ký túc xá khác, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, chắc là sẽ không. Những phòng đã mở cửa, bây giờ như thế nào? Vẫn là một ẩn số. Nghe ngóng 2 ngày nay, chúng tôi chỉ biết một số phòng ký túc xá có dán nhãn dán màu xanh. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ, cũng không dám tùy tiện vào phòng. Cũng chưa từng nghe nói đến việc sẽ vào trong để trốn. Đúng rồi, hành lang. Tôi mở ra tin nhắn đó, hành lang. Vui lòng vào phòng ký túc xá có nhãn dán màu xanh gần nhất. Đợi ở đó, nhưng không được ăn uống bất cứ thứ gì bọn họ cho. Không được nói chuyện với họ. Trứng chim mà bọn họ đưa cho, không thể nhận, có thể vào. Sự lựa chọn bắt buộc này, thực ra có đến 2 loại. Nhưng cảm giác vừa hồi hộp và vừa hứng thú này, không kéo dài được bao lâu. Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, cơn mệt mỏi ập đến. Có thể là do 2 ngày nay, thời gian ngủ của chúng tôi quá ít. Luôn trong trạng thái căng thẳng. Hơn nữa bây giờ đang là ban ngày. Có thể mang lại cho chúng tôi một chút cảm giác an toàn. Tôi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, đã là trưa rồi. Tôi bị tiếng khóc của Dịch Dương bên cạnh đánh thức. Cậu ta vừa run rẩy vừa nói với tôi, Từ Xương đã không còn thở nữa rồi. Không thở nữa, phải làm sao đây? Từ Xương bị sao vậy? Hả? Tôi hốt hoảng, vội vàng đứng bật dậy khỏi mặt đất. Bởi vì đứng lên quá nhanh, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi cố chịu đựng cảm giác muốn nôn, đi đến bên cạnh Từ Xương. Cậu ta nằm trên mặt đất, không hề động đậy.
Dịch Dương bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, ngồi trên mặt đất. Cậu ta nhìn thấy cảnh này, đã sớm bị dọa sợ đến mức toàn thân run rẩy. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Cổ họng của Từ Xương bị đâm thủng một lỗ lớn. Máu chảy ra từ cổ họng, nhuộm đỏ mặt đất. Mặc dù quạt ở trên đầu đang quay với vận tốc rất cao, nhưng lại không thể giảm bớt tâm trạng nóng bức của tôi lúc này. Ánh sáng mặt trời buổi trưa chiếu vào, sắc mặt tôi trắng nhợt, không nhịn được nôn ra. Mấy ngày nay tôi ăn rất ít, nên chỉ nôn ra dịch dạ dày và cặn bã. Tại sao, Nguyên Thọ, cậu đã làm gì vậy? Tôi nắm lấy vai Nguyên Thọ. Tôi gần như chắc chắn là do cậu ta gây ra. Thứ đó có cả hàng trăm cách để chúng tôi chót hoặc biến mất. Nhưng không phải thế này. Cậu có ý gì? Nguyên Thọ cũng hét vào mặt tôi. Tôi có ý gì sao? Cậu đừng có giả vờ với tôi nữa. Cậu nói xem. Cậu, nếu không phải là cậu ta, thì phải làm sao? Nếu là cậu ta thì sao? Tôi giận dữ hỏi cậu ta. Cho nên cậu chính là người giết cậu ta đúng không? Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta không còn phản bác nữa. Cho đến khi Dịch Dương ôm chặt lấy tôi mới phát hiện ra tôi đã đánh Nguyên Thọ đến mức khiến cậu ta chảy máu mũi. Tôi bừng tỉnh, có thể là sự bộc phát của một kẻ hèn nhát. Có lẽ chỉ có tên hung thủ này mới có thể nhìn thấy, có thể chạm vào thực lực tương đương. Đúng vậy, tôi rớt đây, là tôi rớt đây, cậu đánh chết tôi đi. Đến đây, Dịch Dương vẫn đang là hết. Tôi nhìn trạng thái của Từ Xương, phát hiện máu trên mặt đất vẫn đang không ngừng chảy ra ngoài. Cả hai chúng tôi đều đang rất tức giận. Chuyện đã đến nước này rồi, Dịch Dương cứ ôm chặt lấy lưng của tôi. Bình tĩnh đi, chúng ta phải bình tĩnh giải quyết. Từ Xương giờ đã giống như Tiểu Lý và Phùng Khánh rồi. Dịch Dương cũng biết chuyện xảy ra đêm đó giữa Nguyên Thọ và Từ Xương. Giữa ban ngày ban mặt, tôi sinh ra cảm giác bất lực khi đối mặt với những điều chưa biết. Người điên rồi có thể làm gì chứ? Ngay cả chỗ quỷ quái này cũng không thoát ra được. Ai có thể phán xét tội lỗi chứ? Chúng tôi chỉ im lặng. Tất cả những gì nghe được là tiếng thở sau của gầu đà. Tiếng thở hổn hển vang vọng trong phòng ký túc xá. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Mặt trời lặn dần dần về phía Tây. Màn đêm lại sắp buông xuống. Đêm cuối cùng. Có lẽ là bởi vì chúng tôi gây ra ồn ào quá lớn. Người quản lý đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng chúng tôi. Đối mặt với mọi chuyện xảy ra, dường như không có cảm xúc gì. Chỉ lặng lẽ đem thi thể của Từ Xương đi. Kéo thi thể đến ban công. Và kéo rèm cửa lại cho chúng tôi. Sau đó liền đi ra ngoài. Ngay khi chúng tôi đang nhìn anh ta hoàn thành một loạt các hành động và chuẩn bị rời đi, Nguyên Thọ đột nhiên trở nên liều lĩnh, nắm lấy cổ tay anh ta. Quản lý nhìn cậu ta. Cậu biết rồi sao? Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía ban công. Quản lý muốn rút tay mình ra, nhưng lại bị Nguyên Thọ giữ chặt lại. Cậu ở trong này, có phải bọn họ không dám đến gần cậu không? Nhanh bắt lấy anh ta. Anh ta ở đây thì sẽ an toàn. Các cậu còn đứng đó làm gì? Trong lúc Nguyên Thọ như đang phát điên, điên cuồng la hét, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười lạnh của quản lý ký túc xá một cách rõ ràng. Bàn tay đang nắm tay anh ta của Nguyên Thọ bị anh ta nhẹ nhàng đẩy ra. Nguyên Thọ thậm chí suýt chút nữa ngã xuống đất. Người quản lý giống một người hướng dẫn hơn. Không biết tại sao, ý nghĩ này bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi luôn nghĩ anh ta là người bảo vệ chúng tôi. Nhưng càng về sau càng phát hiện không đúng. Tiếp theo, điều quan trọng hơn là, chúng tôi nên đi đâu vào đêm nay? Là phòng ký túc xá có nhãn dán màu xanh? Hay là chạy về phía nhà vệ sinh? Lúc này, tôi không có thời gian tranh cãi với Nguyên Thọ nữa. Vì thế tôi nói với Dịch Dương, tôi định nhân lúc trời còn chưa tối. Đến phòng ký túc xá có nhãn dán màu xanh xem sao. Ừ, chúng ta cùng đi đi. Dịch Dương liền đứng lên, vẫy vẫy tay. Gia hiệu bảo Nguyên Thọ cũng đi theo. Tôi không thể hiểu được Dịch Dương. Sao có thể bao dung như vậy chứ? Chẳng lẽ không sợ cậu ta ở sau lưng chơi bẩn chúng tôi sao? Nói không chừng khi cậu ta đi phía sau chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện dùng dao găm đâm sau lưng chúng tôi. Nguyên Thọ tỏ vẻ đắc ý nhìn tôi, cũng không nói gì thêm. Dịch Dương thấy vậy liền vỗ vai hai chúng tôi nói, chúng ta đi thôi. Bây giờ không phải lúc để tranh cãi đâu. Vì vậy ba chúng tôi, trong đó có hai người bình thường và một người thỉnh thoảng tinh thần bất ổn, đi ra ngoài tìm phòng ngủ có nhãn dán màu xanh. Hôm nay chúng tôi mới dám nghiêm túc quan sát những phòng ký túc xá để trống hoặc là có dán nhãn dán màu xanh và màu đỏ. Trước đây cũng không dám nhìn thẳng vào mắt những người ở đó. Cửa của những phòng ngủ để trống mở rộng, không có một ai. Trong phòng ngoại trừ ván giường và khung giường ra thì không còn thứ gì cả. Hai ngày trước, đây là phòng ngủ của những bạn học cùng khóa của chúng tôi. Lúc trước vẫn còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ đã biến mất không còn dấu vết. Chúng tôi đứng ngoài cửa nhìn vào, vẫn không dám đi vào trong ở tầng này. Tính từ lúc chiều này khi chúng tôi đi kiểm tra xung quanh, phòng ngủ trống có tổng cộng 3 phòng. Phòng ngủ màu đỏ có 2 phòng, phòng ngủ màu xanh có 11 phòng. Trước đây chưa từng nghĩ đến tại sao lại có nhiều phòng có dán nhãn màu xanh như vậy. Chẳng lẽ phòng bọn họ đều bị kiểm tra rồi sao? Hơn nữa còn đạt tiêu chuẩn rồi.
Đa tiêu chuẩn nghĩa là gì? Bọn họ có còn là những bạn học lúc trước mà chúng tôi biết không? Khoảnh khắc nghĩ đến chuyện này, cảm giác ớn lạnh sau lưng tôi ngày càng tăng lên. Bây giờ chúng tôi phải cùng nhau chống lại nỗi sợ hãi khi đối diện với những điều chưa biết. Sau một hồi do dự, cuối cùng chúng tôi cũng lấy hết can đảm gõ cửa phòng ký túc xá của những bạn học mà trước đây thường xuyên lui tới. Bởi vì phòng ký túc xá của họ dán nhãn dán màu xanh. Có chuyện gì vậy? Bạn học mở cửa cho chúng tôi. Vẻ mặt tươi cười hỏi. Nghe nói phòng cậu đạt tiêu chuẩn rồi. Tôi chỉ vào nhãn dán màu xanh ở cửa. Đúng vậy, không cần phải lo lắng vì kiểm tra phòng nữa. Rồi ra hiệu cho chúng tôi vào. Ba người chúng tôi gần như vào trong cùng một lúc. Trong phòng có 6 người, không thiếu người nào cả. Bọn họ đều quay đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Sao phòng các cậu lại được đạt tiêu chuẩn vậy? Bọn họ kiểm tra như thế nào? Theo yêu cầu của trường thôi. Bạn học kia vẫn đang tươi cười. Nhưng bầu không khí trong phòng lại vô cùng kỳ lạ. Chỉ có bạn học đó nói chuyện với chúng tôi. Còn những bạn học khác chỉ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cũng không nói chuyện, cứ thế nhìn chúng tôi. Vậy, người đến kiểm tra phòng, bọn họ làm thế nào? Có nghiêm khắc không? Dịch Dương hỏi. Cũng bình thường, bọn họ rất tốt bụng. Không cần sợ. Vậy, cụ thể, bọn họ, các cậu có biết họ không? Đã gặp ban lãnh đạo chưa? Không quen, nhưng vẫn rất ổn. Hình như vẫn chưa từng gặp qua ban lãnh đạo. À, đúng rồi. Một người trong số họ có hai con mắt, một cái miệng, trông rất quen. Ha ha ha, nghe cậu ta nói đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu không phải thời gian này rất đặc biệt, tôi sẽ nghĩ là cậu ta đang nói đùa, chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng mà hình như trông cậu ta không giống như đang nói đùa với chúng tôi. Tôi căn bản không thể cười được, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng đột nhiên nhớ ra cái gì đó của cậu ta. Bạn học kia quay người lại, đi lấy vai của trứng chim từ những cái bát ở trên bàn. Vẻ mặt quỷ dị nói, trưa nay tôi vừa mua ở nhà ăn đây. Ăn rất ngon, các cậu nhanh ăn thử đi. Các bạn học khác trong phòng cũng đồng thời mở miệng nói, ăn rất ngon, nhanh ăn thử đi, ăn rất ngon, nhanh ăn thử đi, ăn rất ngon, nhanh ăn thử đi. Ba người chúng tôi đều không nhận trứng chim cậu ta đưa tới. Hơn nữa tôi còn phát hiện, trứng chim đó không giống với quả trứng mà quản lý đưa cho chúng tôi. Vỏ của nó còn bị nứt, hình như còn nhìn thấy được cả lông. Bên trong dường như còn có những con chim chưa thành hình. Tôi chắc chắn đó không phải là trứng bình thường. Không được ăn uống bất cứ thứ gì mà họ cho. Không được nói chuyện với họ. Trứng chim mà họ đưa cho, không được nhận. Tôi chợt nhớ ra quy tắc này. Trong lòng cảm thấy bất an. Thôi xong rồi, chúng tôi đã nói chuyện với bọn họ rồi. Nói đến trứng chim, năm bạn học còn lại trong phòng đều rất tập trung, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Trong mắt đầy là chữ, các người nhanh ăn đi. Tôi nhanh chóng từ chối, vội vàng kéo hai người còn lại, rời khỏi phòng ký túc xá này. Lúc rời khỏi căn phòng ký túc xá đó, tôi nhìn thấy bên cạnh cửa phòng đang đặt một bát giò hầm có nước súp màu đỏ sẫm. Thịt bên trong có lẽ đã bị họ ăn hết từ lâu rồi. Trong lúc tôi đang ngây ngốc, Nguyên Thọ đột nhiên nói, chúng ta có phải là đã vi phạm một trong những quy tắc rồi không? Bây giờ là ban ngày, chắc là không sao chứ. Dù sao cũng hỏi rồi, hay là chúng ta lại hỏi thêm vài câu nữa. Dịch Dương nhìn về phía tôi đề nghị chúng ta nên đến phòng vệ sinh trước, xem tình hình ở đó thế nào. Tôi đã bày tỏ lập trường, tôi có linh cảm, rất nguy hiểm. Nếu tiếp tục tìm hiểu thêm, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà, cuối cùng, chúng tôi vẫn tiếp tục đi hỏi những phòng ký túc xá có nhãn dán màu xanh. Bọn họ đều dùng những cách khác nhau, hy vọng chúng tôi ăn trứng chim. Điều kỳ lạ nhất là, có một phòng trong số những phòng ký túc xá đó đưa cho chúng tôi một cốc nước có chứa của trứng chim đó. Quả trứng đó gần như đã sắp nở rồi. Nó đang chuyển động trong cốc nước. Phòng của bọn họ là phòng ký túc xá đầu tiên mở cửa cho người kiểm tra phòng. Sau khi chúng tôi nghe thấy họ nói vào đi, liền đi vào phòng. 6 bạn học trong phòng lần lượt từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, vẻ mặt vô cảm. Một phút sau đó, có người bước xuống giường, đưa cho chúng tôi một cốc nước có chứa quả trứng chim vừa rồi. Chúng tôi gần như đã bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó. Vẫn là đến phòng vệ sinh đi. Phòng vệ sinh không chắc là an toàn, nhưng dù sao cũng chỉ có mình chúng ta. Bây giờ là 5 giờ 30 chiều rồi. Chúng tôi không biết tối nay có bao nhiêu người lựa chọn đến nhà vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh trong tòa nhà này, chúng tôi thực sự không muốn đến. Không ai muốn đợi ở trong đó cả đêm cả. Mai đến 8 giờ tối, chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định. Chúng tôi thậm chí còn mang theo chổi lông gà và vợt tennis. Cái gì có thể tấn công đều mang theo. Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra tiếp theo tôi liền run rẩy. Chúng tôi thậm chí còn tháo cửa tủ ra, chắn ở phía trước mặt để chặn tầm nhìn, để tránh xảy ra sai sót. Chúng tôi chỉ có thể thức suốt đêm, lập tức, nhanh chóng, rời khỏi nơi đây, trở về nhà. Nơi này tôi không muốn đến nữa. Về nhà, ôn tập.
Dù sao cũng không quay lại nữa, không bao giờ quay lại nữa. Quy tắc ở phòng vệ sinh, không được ngẩng đầu nhìn lên, không được chụp ảnh, không được dùng điện thoại hoặc là bất kỳ thiết bị nào có thể chụp ảnh. Để chụp sàn nhà hoặc trên trần nhà, không được mở bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào, đặc biệt là không dùng thiết bị chiếu sáng lộ thoát nước của nhà vệ sinh. Không được giao tiếp với những người tự xưng là đến từ các phòng khác. Không được mở cửa vách ngăn. Nếu vòi xả nước bị tắc, không được cúi đầu nhìn xuống. Chúng tôi cầm theo một đống đồ, đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không còn nhiều phòng, có một số phòng đã chật kín người. Hơn nữa chúng tôi cũng không dám tách ra. Trong những phòng còn lại, chúng tôi đã chọn một phòng gần nhất, bởi vì có ống thoát nước. Phòng này tương đối rộng hơn một chút, nhưng trong phòng này còn có cửa kính, làm cho người ta cảm thấy không có cảm giác an toàn. Nhưng không còn cách nào khác. Sắp xếp xong mọi thứ, chúng tôi lặng lẽ chờ đợi thời gian đến. Lúc này sự bẩn thỉu và mùi hôi thối trong nhà vệ sinh đều không đáng nói. Bởi vì đêm nay là đêm cuối cùng, chúng tôi nhất định phải thức. Thức đến khi trời sáng, vì không còn cơ hội nào nữa. Sau khi đèn tắt, tiếng bước chân của người kiểm tra phòng lại bắt đầu vang vọng trong hành lang. Tôi ở trong phòng vệ sinh, thậm chí còn hy vọng bọn họ gõ cửa lâu hơn một chút. Nhưng nó đã dừng lại. Tiếng mở cửa và la hét, trong vòng chưa đầy một giờ đã dừng lại. Cả tòa nhà ký túc xá im lặng đến đáng sợ. Lúc này mới là lúc dày vào chúng tôi nhất. Tôi biết rất rõ ràng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nhưng cũng không biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Ba chúng tôi nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nhau. Cảm giác như đã đợi rất lâu, nhưng khi xem điện thoại, phát hiện mới chỉ qua nửa tiếng. Vẫn không có động tĩnh gì, chúng tôi không dám động đậy. Cả người đều cứng đờ, im lặng đứng dựa vào tường. Nửa tiếng nữa đã trôi qua, vẫn yên tĩnh không có tiếng động. Tôi dựa vào cửa sổ, Dịch Dương dựa vào bồn tắm, Nguyên Thọ dựa vào tường. Lúc này Dịch Dương và Nguyên Thọ đột nhiên mở to mắt nhìn về cùng một hướng. Tôi hiểu rồi, chắc là hai người bọn họ đã nhìn thấy thứ gì đó phía sau lưng tôi. Trên cửa sổ đã được dàn dày dàn kính mờ, nên không nhìn rõ bên ngoài. Tôi quay người, áp sát vào cửa kính. Mấy ngày nay vẫn luôn không chú ý, thì ra trăng ban đêm lại sáng như vậy. Mặt trăng, tôi không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn, liền bị Dịch Dương ở một bên đè đầu xuống. Không được ngẩng đầu, nhìn lên trên, chúng tôi đều biết quy tắc đó. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó ở tầng dưới. Trong khuôn viên trường học lúc này có rất nhiều bóng đen. Bọn chúng đang cùng nhau di chuyển về phía tòa nhà văn phòng. Đó là thứ gì vậy? Tôi quay đầu lại, cau mày nhìn hai cậu ấy. Tỏ vẻ tôi cũng không biết. Dịch Dương cẩn thận bước đến gần cửa sổ. Nguyên Thọ cũng đi đến xem. Két két két, két két két. Tôi liếc mắt nhìn Nguyên Thọ, bảo cậu ta nếu không có việc gì thì đừng gây ra tiếng động. Nguyên Thọ nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Két két két, két két két. Tôi cau mày, két két két, két két két. Tôi đã Nguyên Thọ một cái. Dịch Dương đột nhiên túm lấy tôi, xin nữa thì ngã xuống đất. Cậu ấy hoảng sợ, ra hiệu cho chúng tôi nhìn dưới chân. Trên sàn nhà không ngừng phát ra tiếng két két chói tai, hình như có cái gì đó phía dưới sàn nhà đang muốn chui ra ngoài. Không biết có phải vì Dịch Dương và Nguyên Thọ đã vô tình dẫm lên nó hay không. Không biết nguyên nhân là gì. Nguyên Thọ bị dọa sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, há miệng thở dốc. Cậu ta thở hổn hển như người sắp chết vậy. Ba chúng tôi không biết phải làm gì. Chạy cũng không dám chạy, cũng không dám động đậy. Sợ vừa bước một bước thì sẽ có thứ gì đó chui ra ngoài. Sàn nhà trong phòng vệ sinh càng ngày càng rung chuyển dữ dội hơn. Ngay sau đó, cửa đột nhiên bị người ta kéo từ bên ngoài, phát ra âm thanh nghe rất đáng sợ. Có thứ gì đó đang kéo cửa từ bên ngoài. Chúng tôi nhìn thấy chốt cửa nhà vệ sinh bị một lực kéo ra từ phía bên ngoài. Có một chút ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Thông qua ánh sáng, chúng tôi nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài. Không có cái bóng nào lọt vào. Cánh cửa phòng và sàn nhà dường như đều giống nhau, đều muốn xông vào phòng. Lúc này, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng gõ vào vách tường ngăn. Lúc đầu chúng tôi đều không nghe rõ người đó nói gì. Sau đó dần dần trở nên rõ ràng hơn một chút. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có thể trả lời tôi không? Có cần giúp không? Có phải có thứ gì đang phá cửa không? Tôi thấy thứ gì đó đang chui qua từ trên vách ngăn. Các cậu nhìn lên xem có thấy gì không? Các cậu thật sự không sao chứ? Không được nói chuyện với những người tự xưng là đến từ phòng khác. Không được ngẩng đầu nhìn lên. Có người không? Các cậu còn ở đó không? Phía trên vách ngăn có cái gì không? Bên phòng các cậu, có thứ gì đó muốn chui vào. Tôi nhìn thấy rồi. Bên kia càng nói như vậy, chúng ta càng cúi đầu xuống thấp hơn. Đã sớm bị dọa sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Chúng tôi sợ để nội quên mất thời gian. Sàn nhà không còn rung chuyển nữa, nhưng lại có chất lỏng thấm ra ngoài. Bên ngoài thì đang có thứ gì đó đang cố gắng kéo cửa xông vào. Không biết đã qua bao lâu, có một chiếc lông vũ từ trên bay xuống. Là lông vũ màu đen, bây giờ đã gần 12 giờ tối. Tòa nhà ký túc xá vốn yên ắng bỗng nhiên vang lên tiếng gió hú dữ dội. Rõ ràng là không có gió. Tòa nhà của chúng tôi mùa hè vừa ngột ngạt vừa nóng. Hệ thống thông gió của tòa nhà lại rất tệ. Tiếng gió hú rùng rợn đó là từ đâu ra vậy? Chúng tôi trốn trong phòng vệ sinh, cố gắng nín thở, hình như có thứ gì đó đang đến. Cửa sổ bị đập vỡ bắt đầu nứt nẻ. Bên ngoài trời đang mưa, mưa càng ngày càng lớn hơn. Mặt trăng đang treo trên bầu trời, trông vô cùng kỳ lạ. Đợi đã, không đúng. Đó không phải là mặt trăng. Mặt trăng không thể ở vị trí đó vào thời điểm này được. Hơn nữa, vừa nãy nó cũng nằm ở đó. Đến bây giờ vẫn chưa di chuyển. Nó hẳn là ánh sáng đỏ phát ra từ một tòa nhà nào đó ở gần đây. Bởi vì cửa sổ đã được dán giấy mờ, nên không thể nhìn thấy toàn bộ. Nhưng mà đỉnh của tòa nhà đó trông vẫn rất quen thuộc. Đó là tháp nước. Trong trường có tháp nước không? Không có. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với người quản lý. Sao anh ta lại hỏi tôi như vậy? Quản lý rốt cuộc biết được những gì? Vẫn chưa đợi tôi tiếp tục nghĩ tiếp, trong hành lang ký túc xá lại vang lên tiếng mở cửa. Có người đi ra rồi. Ngay sau đó, từng người một đi ra khỏi nhà vệ sinh. Rất nhiều người liên tiếp nhau bàn luận ầm ĩ phía bên ngoài. Tiếng gió gào thét bên ngoài dần dần bị che lấp. Lại có người bắt đầu kéo cửa. Chúng tôi đều sợ hãi không dám nhúc nhích. Chân thật sự đã tê dần rồi. Chúng tôi đã đứng 4 tiếng rồi. An toàn nhất là đợi cho đến khi mặt trời lên. Bên ngoài vẫn mưa không ngừng nghỉ, cánh cửa vẫn luôn chuyển động. Đối mặt với sự sợ hãi vô tận, chúng tôi không biết làm gì khác ngoài việc nắm chặt tay. Qua đêm nay thì sẽ ổn thôi. Tôi không ngừng tự an ủi mình. Chúng tôi sẽ sớm thoát ra khỏi nơi này. Không biết đã qua bao lâu, tiếng ồn bên ngoài cũng đã dần dần giảm đi một chút. Cho đến 2 giờ sáng, mọi thứ dường như đã được nhấn nút tạm dừng. Mọi âm thanh đều biến mất. Ba chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau. Kiểm tra phòng kết thúc. Điều đó có nghĩa là, bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã an toàn rồi. Chúng ta đã đi ra được chưa? Tôi hỏi bằng giọng khàn khàn, Dịch Dương và Nguyên Thọ gật đầu. Sàn nhà cũng không còn động tĩnh gì nữa. Chúng tôi từ từ đi ra khỏi phòng, lặng lẽ mở một khe cửa, thò đầu nhìn ra phía bên ngoài. Không có gì bất thường cả. Chúng tôi lấy hết can đảm mở cửa đi ra ngoài. Phát hiện có một số phòng vệ sinh đã mở cửa rồi. Bên trong không có ai. Một số thì vừa mới ra ngoài như chúng tôi. Một số vẫn tiếp tục đóng chặt cửa. Những người quyết định ra ngoài, cộng thêm chúng tôi là 9 người. 9 người bắt đầu khởi động lại cơ thể sau khi đứng một lúc lâu. Sau đó từ từ di chuyển ra ngoài. Dần dần có thể nhìn thấy hành lang. Mặc dù đèn điều khiển bằng giọng nói đang sáng, nhưng ánh sáng vẫn rất mờ. Ai ơi, một bạn học đi phía trước, đột nhiên hét toáng lên. Sau đó quay đầu chạy vào nhà vệ sinh. Những người khác ở phía sau cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra. Bọn họ vừa la hét vừa chạy về phía nhà vệ sinh, cố gắng chạy vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Chuyện gì đã xảy ra trong phòng nước vậy? Có chuyện gì vậy? Ở ngoài đó có thứ gì đó? Dạ trước tôi rồi. Tình huống gì vậy? Đã 2 giờ rồi. Mặc dù chúng tôi nói vậy, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện đêm qua chúng tôi đi tìm quản lý ký túc xá. Có thứ gì đó sẽ xuất hiện sau 2 giờ sáng. Nhưng nó rõ ràng đã không xuất hiện trong giờ kiểm tra phòng cơ mà. Thật là kỳ lạ, bởi vì đã xảy ra vấn đề gì đó hay sao? Ánh sáng cũng có thể xua đuổi nó. Những người còn sống sót trong nhà vệ sinh bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi bọn họ có để ý đến tháp nước không? Họ đều nói không để ý. Cũng đúng, đến tối phòng nào cũng đều kéo rèm cửa lại cơ mà. Căn bản không biết bên ngoài có gì. Có người nói muốn nhìn xem, nhưng sau một hồi nhìn ra ngoài lại nói với tôi là không thấy. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên có người nói, tôi đã đến văn phòng ở tầng 6. Rõ ràng là tầng trên cùng nhưng lại rất tối, khiến người ta cảm thấy vừa lạnh vừa không thoải mái. Tôi vội vã đến văn phòng chỉ định, gửi xong tài liệu liền nhanh chóng chạy đi. Chuyện này lại là sao nữa? Tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm một chút, nhưng có thể gần đây thần kinh quá căng thẳng nên không nghĩ được gì. Cộng thêm đã đứng lâu như vậy, chúng tôi liền lặng lẽ trở về phòng vệ sinh lúc nãy, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Chúng tôi thực sự có thể rời đi không? Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào nhà vệ sinh. Ngoài trời cũng đã ngừng mưa.
Tôi mở mắt ra, vô thức quay đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, nhưng rồi lại nghĩ không sao, có thể ngẩng đầu lên rồi. Tôi quay trái ngó phải nhìn khắp xung quanh phòng. Nguyên Thọ và Dịch Dương đều đã biến mất. Nguyên Thọ đi đâu rồi? Lưng tôi bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Sao tôi có thể ngủ quên chứ? Lúc này là lúc rất nguy hiểm. Nếu như Nguyên Thọ muốn giết người thì sao? Người đầu tiên chắc chắn là tôi. Nhưng mà Nguyên Thọ đâu? Dịch Dương nữa? Hai người bọn họ đâu rồi? Phải đề phòng cậu ta. Đề phòng cậu ta. Cậu ta có thể sẽ chạy thoát. Có thể ra ngoài đặt bẫy người khác. Có thể sẽ... Đúng rồi, Từ Sương. Thi thể của Từ Sương, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa ra khỏi phòng, tôi liền sửng sốt. Những bạn học khác đang ở trong hành lang ký túc xá, nói cười cười. Trông bọn họ có vẻ đang rất thoải mái. Giống như lúc bình thường vậy, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, đó là người trong phòng 307. Bọn họ cũng xuất hiện rồi. Ngoài ra còn có những người trong phòng ký túc xá có nhãn dán màu xanh. Thần sắc của họ trông rất bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy chứ? Tất cả đều rất bình thường. Chỉ có mình tôi bẩn thỉu và hôi hám, chạy ra từ nhà vệ sinh. Chuyện gì vậy? Tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cho đến khi Dịch Dương vỗ vai tôi, tôi vội vàng nắm lấy tay cậu ta như nắm lấy sợi dây cứu mạng. Gần như đã hét lên hỏi cậu ta, chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì được cơ chứ? Vẻ mặt cậu ta mờ mịt, cơ thể trông rất sạch sẽ. Tối hôm qua, không đúng, là hai tối kiểm tra phòng vừa qua. Đúng rồi, điện thoại. Điện thoại của tôi. Tôi vội mở điện thoại ra đưa cho cậu ta xem. Không có, không có gì cả, không còn nữa. Sao có thể không có chứ? Đợi đã, ngày cuối cùng. Hôm nay, sao hôm nay lại là 3 ngày trước chứ? Làm sao có thể như vậy? Tôi nắm chặt điện thoại, sau đó điên cuồng chạy về phía phòng vệ sinh. Không sai, trong phòng vệ sinh vẫn còn những thứ mà chúng tôi mang đến. Còn có cánh cửa tủ sắt đó, những thứ này rõ ràng vẫn còn ở đây mà. Không phải tôi bị ảo giác, tôi chỉ cho Dịch Dương xem những thứ đó. Dịch Dương liền cau mày nhìn tôi. Có phải cậu bị mộng du rồi ngủ trong nhà vệ sinh không? Không phải, là thật đấy. Nếu không cậu nói xem tối qua tôi đến đây làm gì. Cậu nói muốn đi nhà vệ sinh mạo hiểm gì đó mà. Cậu quên rồi sao? Tôi sắp sụp đổ rồi, nhìn những thứ xung quanh. Muốn hét lên, muốn đập cửa. Tôi có điên đâu chứ? Đi mạo hiểm cái gì chứ? Cậu không phải thực sự phát điên đấy chứ? Dịch Dương nắm lấy tay tôi hỏi, cậu ăn cơm chưa? Sắp đến giờ học rồi. Đi thôi, cậu điên rồi. Tôi ngơ ngác bị cậu ta kéo về phòng ký túc xá. Tiểu Lý, Nguyên Thọ, Phùng Khánh đều ở trong phòng. Tôi mở to mắt, hơi thở ngày càng gấp gáp, mồ hôi toát ra càng nhiều. Không thể nào, không thể nào. Làm sao có thể chứ? Đúng rồi, Từ Sương đâu? Không phải cậu ấy đã bỏ học từ lâu rồi sao? Tiểu Lý khó hiểu nhìn tôi, không phải tối qua cậu bị mộng du đấy chứ? Phùng Khánh hỏi, cậu bị sao vậy? Có phải tối qua cậu uống phải thuốc hết hạn nên phát điện rồi không? Nói điên nói khùng gì thế? Sau đó Phùng Khánh và những người khác trong phòng bắt đầu lấy tôi ra làm trò cười. Sau khi tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở thời điểm 3 ngày trước đó. Đầu tôi bắt đầu ù đi. Nhưng đồ đạc trong phòng vẫn còn như cũ mà. Ngay cả cánh cửa tủ chúng tôi lấy đi ngày hôm đó cũng không có. Hơn nữa giường tầng vẫn còn ở ngoài ban công. Nhưng sao trông họ lại như vậy? Họ còn nói mọi thứ đều bình thường. Tôi điên rồi sao? Chắc lẽ tôi mộng du rồi ngủ quên ở nhà vệ sinh sao? Quản lý, đúng rồi, quản lý có vấn đề. Sau đó, tôi vội vàng quay người chạy xuống lầu, đi thẳng đến phòng của quản lý ký túc xá. Nhóc con, cậu bị sao thế? Tôi dùng một tay nhấc bổng anh ta ra khỏi giường. Đừng, xương khớp tôi không ổn lắm. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt anh ta. Là một ông chú. Cậu làm gì vậy? Bị điên sao? Đừng nghĩ rằng đẹp trai thì muốn làm gì cũng được. Phía sau là những lời chửi thề xen lẫn phương ngữ địa phương. Không phải anh ta, tôi buông tay. Quay đầu đi mở ngăn kéo ở phòng quản lý ra. Cậu làm gì vậy? Chủ nhiệm là ai? Học ở lớp nào? Ngành nào? Nhanh im miệng cho tôi. Đừng làm phiền tôi. Tôi cầm lấy con dao gọt hoa quả trong ngăn kéo và chỉ vào anh ta. Có lẽ là do mắt tôi đỏ ngầu, hơn nữa còn cầm dao chĩa vào anh ta, khiến anh ta run sợ. Tôi quay đầu lại và tiếp tục tìm kiếm. Không có, cái gì cũng không có. Quản lý ký túc xá đã bắt đầu gọi cho văn phòng an ninh rồi. Tôi tức giận đá thật mạnh vào cái tủ bên cạnh. Không có, không có. Cái gì cũng thấy rồi. Tôi thấy dưới tủ có một góc của một tờ giấy. Một phần đã bị người ta xé đi. Tôi nhận ra đó là quy tắc của ký túc xá trước đó. Lúc này người của bộ phận bảo vệ cũng đã đến. Hai người đàn ông cao to đi đến lấy dao trong tay tôi. Sau đó bọn họ kéo tôi ra khỏi phòng. Tôi vội vàng nhét ngửa tờ giấy đó vào túi mình. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi không phải là người duy nhất được đưa đến đây. Tôi nhìn bọn họ như nhìn sợi dây cứu mạng cuối cùng của mình vậy. Trong số họ có người đã gây chuyện với quản lý, với thầy cố vấn. Một người thậm chí đã trực tiếp đá cửa văn phòng trưởng khoa.
trước mặt rất nhiều người, tôi vẫn còn một chút cảnh giác. Tôi không lấy mảnh giấy vừa nãy ra, chỉ đứng nhìn người phụ trách học viện đang tức giận gọi điện thoại cho người nào đó. Nhưng giọng nói của người đầu dây bên kia dường như không hề vội vã, ngược lại còn rất bình tĩnh. Đuổi học đi, âm thanh bên kia vọng ra không lớn lắm, nhưng chúng tôi đều nghe thấy. Người phụ trách vừa rồi còn tức giận liền sửng sốt. Đuổi học sao? Ông ta nhìn chúng tôi một lượt. Đợi đã, đuổi học sao? Tất cả chúng tôi đều bị đuổi học sao? Sau khi tôi về phòng ký túc xá, lại tiếp tục thuyết phục Phùng Khánh và những bạn học khác đi cùng tôi. Sau khi biết không có kết quả, tôi vội vàng rời đi, ngay cả hành lý cũng không mang theo bao nhiêu, vội chạy ra khỏi cổng trường. Không có rào chắn, không có vũng nước sâu, đường rất bằng phẳng. Có rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời. Nhưng có thể làm gì chứ? Tôi không phải là đấng cứu thế. Không cần giải thích, không cần tìm hiểu, cứ thế rời đi. Vấn đề là tôi nói cũng không ai tin. Tôi cùng mấy bạn học vừa nãy cùng gọi xe, chúng tôi cùng nhau đi đến nhà ga, chọn một chuyến tàu gần nhất, đi đến bất cứ nơi nào, rời khỏi chỗ đáng sợ này và quay về nhà. Trên xe lửa, chúng tôi ngồi rất gần nhau, nhưng không ai nói chuyện. Không biết tại sao, tôi vẫn luôn dày dứt vì đã bỏ rơi bạn cùng phòng. Nhưng tôi cũng không thể làm gì được nữa. Thật ra tôi cũng rất muốn hỏi những bạn học đang đi cùng tôi này. Một vài chuyện, họ đã trải qua những gì, làm sao mà trốn thoát được? Còn những bạn học đi cùng với họ thì sao? Và tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Tại sao thời gian lại đột nhiên thay đổi? Thứ có thể kiểm soát thời gian, rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào? Tại sao chỉ có rất ít người là không thay đổi? Những người có thể chạy thoát chỉ có mấy người chúng tôi thôi sao? Còn có ai khác không? Những bạn học còn lại ở trường thì sao? Hơn nữa, Từ Sương bị Nguyên Thọ hại chết, thực sự đã biến mất rồi sao? Tôi đã bỏ chạy, không bao giờ tìm ra sự thật. Những chuyện đó đã trở thành quá khứ mà mọi người ở đây không muốn nhắc đến. Tôi giữ tờ giấy đó và không bao giờ vứt nó đi, nhưng cũng không xem, nó luôn bị kẹp ở một trong những cuốn sách của tôi. Tôi chưa từng động vào nó. Thành thật mà nói, tôi không đủ can đảm để mở nó ra. Sau đó tôi lại vào học ở một trường đại học khác, dần dần mất liên lạc với các bạn cùng phòng ký túc xá cũ. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.